Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Minh Cô. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series duel cơ bản dành cho Thành. Và thành hôm nay chúng ta nhắm đến là thành Cốp. Thành Cốp là một thành mà ở trong phiên bản nâng cấp lên Hot A, nó là một thành mới và gần đây thì nó trở thành mảnh thành cũ hơn rồi, bởi vì bản Hot A 1.7 gần đây chúng ta đã update thành Factory. Và có lẽ thành này cũng nhiều anh em đã làm quen dần thành này, nhưng còn trong duel chúng ta làm thế nào để xử lý với thành này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu nhé. Thành Cốp là một thành mà tượng trưng cho cái chữ tempo. Và cái chữ tempo ở đây mình phải nói đến ở đây là gì? Khác với những thành bưu quân cơ bản, cũng thành stronghold và thành đầm lầy, thành fortress, thì thành Cốp là một thành mà nó bắt đầu thay đổi phong cách chơi rất là lớn. Và ở thành này chúng ta thường thấy rằng người ta sẽ chọn hai con tướng ở đây. Một là con Bitly, hai là con Avacius. Ở cái bản cũ mà chúng ta đã chơi thì Avacius thường là con được lựa chọn nhiều hơn là con Bitly, nhưng ở một số kịch bản như bây giờ thì con Bitly là lựa chọn mà tốt hơn con Avacius về cái tempo. Quan trọng là về cái tempo, chúng ta đều biết hai con tướng này đều có kỹ năng rất là dị và khiến cho quân thành Cốp rất là mạnh. Avacius thì có một kỹ năng đặc biệt ở đây là Spacity Clone, tức là nó có thể clone ra trong turn đầu tiên, clone sẽ clone được hai con bóng. Và với việc mà việc clone được hai con bóng vậy, nó không khác gì Frenzy khi mà có thể clone ra một con chủ lực ra thành hai cái bóng và thành ba con chủ lực để dồn đa ngay trong một turn. Và con Bitly một kỹ năng khác là kỹ năng Spacity Seadog, con này khả năng upgrade quân level 3, con Pirate thành quân và con cốc xe thành con Seadog, một con mà có khả năng kỹ năng đặc biệt bắn giống như con bò thành đầm lầy, có xác suất mà tiêu diệt trực tiếp một đạo quân của đối phương. Thì hai con này là hai con được lựa chọn nhiều nhất. Về thực tế thì thành Cốp phải có rất nhiều tướng đáng lẽ là mạnh, nhưng tại sao mà hai con này lựa chọn thì nó liên quan đến hai chữ tempo. Ở đây con Cocker là con mà có kỹ năng đặc biệt là Offense, một kỹ năng nó rất là mạnh và không khác gì các khách. Nhưng vấn đề là con này tuy rằng lên kiếm về đánh Blade cũng rất là sâu, thế nhưng mà tỷ lệ lên kiếm thì không bằng các khách, nên con này chắc là đam thì cũng không bằng được các khách, nhưng mà nó vẫn là một con tướng rất là mạnh, một con tướng rất là mạnh. Nhưng mà nó có cái vấn đề là có cái kỹ năng Pathfinding, một kỹ năng mà thực sự là không góp ích nhiều vào cái giai đoạn chiến đấu sau này, và nó khiến cho tướng bị mất đi một skin. Và Pathfinding này thì nó thay thế được cho cái thằng Fly khi trên trên đường mà bị trừ cái hình phạt penalty moment. Thế nhưng với cái địa hình mà có núi đồi thì nó vẫn không thể bay qua được, và đến cuối cùng thì nó vẫn phải dùng Fly. Và việc tướng sau này có rất nhiều mana, dược ra mít rất nhiều mana, và thường là chúng ta chỉ được đi 2 ngày, không được đi quá 2 ngày để chúng ta về thành, thì cái việc dùng Pathfinding là không còn hữu hiệu nữa. Thế cho nên là cái Pathfinding với con tướng này nó tự nhiên làm tướng mất đi một skin, tuy rằng nó khỏe nhưng nó bị lọc mất một skin rồi. Đấy. Con Jeremy, một con tướng luyện pháo với cái set tên là thành, thì con tướng này nếu mà thủ thành mid thì cũng có giá trị nhất định, nhưng mà nếu nó thủ thành mid thì nó sẽ không dùng được cái canon nữa. Còn nếu nó công thành thì cái việc mà nó mất đi skin artillery chỉ là giúp cho nó có khả năng điều khiển con canon với 8 phát bắn, thì thực sự mà nó về kéo về lết thì nó không phải tướng mạnh, nhưng nó giúp ích cho tướng giai đoạn đầu mà thôi. Thế nên là con tướng này là con tướng mà sẽ mạnh ở trong những cái template như là 8x và 8, nhưng mà sang duel thì nó không không phải là quá mạnh đâu các bạn ạ. Elo một con tướng luyện chim ở trong bản cũ thì thực sự con này cũng rất là mạnh, nó giống con Catherine của Thánh Thần. Nhưng mà sang cái bản mới này thì nó cũng đã bị nớp đi rồi. Cái nguyên nhân chủ yếu đây là cái bọc chim nó bị giảm đi. Nó cũng là nguyên nhân khiến cho con Evasius tự nhiên sang bản này yếu hơn con Medley. Thế nhưng con Elo bản này thì nó không phải là con tướng quá mạnh. Tactic và Armor cũng phải là một skin nó cần giai đoạn đầu, bởi vì con chim tốc cao và cái việc mà nó là quân chủ lực gây đam thì cái việc mà nó được có Armor thay vì Offense thì nó không quá hữu dụng. Con chim này thì vấn đề ở đây là gì? Cũng một con tướng luyện con chủ lực có giáp, chúng ta so sánh con Brook Hill. Con Brook Hill luyện con vịt, nhưng con vịt là mon 7 à mon 6, nó có lượng máu rất là trâu và cái quân của nó thủ rất là cao. Thì ngược lại con chim này là chỉ là con mon 4, máu rất là ít, nó chỉ có 40 máu thôi, và cái việc mà quân thành này nó không mạnh về giáp cao thì con chim này có cái giáp nó cũng gọi là không phải là quá mạnh và nó vô dụng và nó không mạnh được như là con kia được. Thế nên là con này thì tuy rằng con chim của nó thì tăng tốc, nhưng mà cái việc cái đàm con chim này không tăng thêm, hầu như không tăng thêm một chút nào, tăng thêm rất là ít, chỉ được có một attack và một defense mỗi 5 level của mỗi 5% mỗi 4 level của tướng mà thôi, thì nó là tương đối chậm. Con Derek là con luyện quân mon level 2, con level 2 thì ở một cái thành khác nó cũng hay dùng, ở thành Factory là một thành mà cũng luyện quân level 2, nhưng con Sam được hay dùng rất nhiều, thì con Derek ở cái thành này thì không được dùng. Cái lý do là vì con crewmate này nó khác với con
Tôi sẽ nói về cái con Mechanic này ở dành Factory, và nó là một nguyên nhân mà khiến con Mon 2 để sử dụng nhiều hơn. Và con cũng Mon 2 nhưng con Derek lại không được sử dụng nhiều. Cũng giống như thành gà, con Hurley được sử dụng rất nhiều thì con Derek lại không phải con tướng quá mạnh chúng ta có thể sử dụng nó. Cái nguyên nhân thì tí nữa mình sẽ nói, và các bạn qua đó có thể hình dung được là cái chuyện vì sao mà con Sam ở thành Factory nó được dùng nhiều hơn con Derek ở thành em. Annabelle thì nó có skin Offense Archery, các bạn có thể hình dung con tướng khác rồi. Đó là con tướng điện Pirate này, con tướng này có con mà thuần công, tức là lúc đầu tiên sẽ có kỹ năng và gây đam với cả cái kiếm và Archery. Con này thì có vẻ như là giống với con Ivor thành rồng vàng, người ta thấy rồi. Cassiopeia, con tướng luyện Mon 1, đáng lẽ con tướng luyện Mon 1 ở trong cái Tempest Duel rất là mạnh. Con Cassiopeia cũng là một con tướng mạnh, nhưng mà nó lại không được lựa chọn thay vì con Bitly và con Avasus. Cái nguyên nhân chính ở đây phải nói các bạn là các tướng luyện quân. Bây giờ mình sẽ nói chung về con Derek, con Cassiopeia, con Sam và đặc biệt là con Lulee. Các tướng luyện quân level thấp là những tướng có khả năng mở đường sớm với lượng quân level thấp, dễ kiếm, dễ mua ở trong các thành và số lượng đông. Thế vì sao con Sam và con Lulee được dùng nhiều? Chúng ta phải nói rằng cái việc cộng một tốc cho quân chủ lực đó rất là quan trọng. Con gà khi nó lên tốc 10 trên đất của nó sẽ vượt qua một số quân chủ lực có tốc 9, ví dụ con ngựa up của thành thiên thần, con ngựa up của thành con ngựa Unicorn của thành rồng vàng. Con gà nó sẽ đến tốc 10, nó sẽ được quyền đi sau, được nhường lượt và chủ động đánh và chủ động bỏ chạy. Và đặc biệt cái tốc 9 con gà nó sẽ giúp cho con gà vượt qua được tốc, tức là nhân 2 của những con top 4, và nó có thể đánh một cách mà thả diều. Đấy là con đối với con Lorelei, con lương tướng luyện gà. Vậy con Sam thì sao? Các bạn hiểu là cái con Mechanic khi up lên top 7, khi up lên có top 7 trên đất nó là top 8. Đây là một cái mà nó không phải là tốc độ quá ưu, và đặc biệt cái vấn đề con Sam nó khác với con tướng khác khi luyện con Mechanic. Là vấn đề ở đây là nó đánh cái nhà Cyclops banh. Con Sam là con mạnh vượt trội về đánh Cyclops banh so với một số quân khác, kể cả khi nhặt được bóc Mechanic. Bởi vì sao? Trên cái đất thành Factory, cái con Mechanic nó sẽ có top 8, con Mechanic up ấy, con sẽ có top 8, và cái con Cyclops up trong cái thành trong cái mỏ Cyclops nó cũng top 8. Nếu chúng ta tách một nhỏ con ra để đánh cấm phản trước, thì tức là khi con cấm phản đánh cái con Cyclops up xong thì sẽ đến được con Cyclops thay vì con Mechanic up. Thế cho nên là con Sam lấy mạnh ở chỗ là gì? Nó tăng thêm một tốc cho quân Mon 2. Ví chính vì như vậy và con Sam mà đánh Cyclops dễ hơn các tướng khác. Vì sao con Mechanic Up của con Sam chắc chắn đi trước con Cyclops up? Đó là cái lý do mà khiến cho con Sam nó mạnh. Bởi vì sao? Cái thành Factory mình sẽ nói sau, cái thành chủ yếu là bài bưu vẹt. Thì cái việc đánh Cyclops là rất cần thiết, nó mang lại lượng lớn gỗ đá và Crystal, khiến cho cái con mà Mechanic này đánh cái Cyclops nó dễ dàng rất nhiều. Vậy thì quay trở lại với cái thành cốt, tại vì sao con Derek và con Cassiopeia cũng là quân luyện mà nó ít được dùng? Thứ nhất, cái con Derek này, cái con Seaman khi nó up lên nó có tốc 6, trên đất nó là tốc 7, và kể cả khi tướng luyện vào nó thành tốc 8 nó vẫn chưa đảm bảo đi trước được con Cyclops. Bởi vì sao? Cái thành này nó có cái quân tốc cao con Seaman, đó là con Oceanic. Con Oceanic có tốc 9 rồi, thế cho nên khi con Oceanic đi xong là đến lượt con Cyclops up, không đến lượt con Seaman này. Thế cho nên là con Seaman này vẫn đi sau đấy, nó không thể chủ động gây đam mạnh và cái cọc Cyclops up được, và khiến cho con gì nhỉ, con Oceanic nó phải đánh trước và đánh con Cyclops up trước. Thì đó là xem cái bài toán mà con này phải giải, đó là con này phải đi đánh con chữ up. Thì cái việc mà con này nó đánh Cyclops cũng gọi là hên xui. Nếu như các bạn không có đủ cọc Oceanic đủ khỏe để hạ gục cái con kia luôn, thì con đấy bắn rất đau và các bạn sẽ mất rất nhiều quân để đánh Cyclops để mà áp quân chủ lực, nếu như trong trường hợp áp quân chủ lực. Và thường những cái quân này thì nó không phải là quá mạnh trong cái giai đoạn về sau, thế cho nên là bởi vì nó là quân chạy bộ, nó không có chủ động tốc độ và tốc độ nó không phải quá cao tạo ra đột biến, thì con Drake này không được dùng nhiều. Vậy còn Cassiopeia thì sao, tại sao nó cũng luyện quân tốc cao nhưng nó lại ít được dùng? Cái con Oceanic khi áp lên gốc tốc 8 trên cái đất đầm lầy nó có tốc 9, và con Cassiopeia thể đưa lên tốc 10. Soi con Lorelei thì nó cũng tương tự, bởi con Lorelei thì thi đấu trên đất không phải đất của nó cũng tốc 10, con này cũng có tốc 10. Nhưng vì sao con này lại không được sử dụng nhiều bằng con Bitly và con Ephesus? Cái vấn đề đơn giản đây đây là gì?
Con Oceanic nó up lên, nó đã top 8 rồi, trên đất nó top 9, vậy chắc chắn nó sẽ đi trước con Cyclops khi nó đánh cái na à, cái Cyclops anh à Cyclops top 5. Thế cho nên là cái việc mà luyện con Cassiopeia là không cần thiết nữa. Bởi vì sao? Kỹ năng đặc biệt của con này chủ yếu các con level thấp chủ yếu là để đánh banh cho sớm, thì con này là cái thành này nó không cần cái tốc này để đánh banh sớm, và nếu như đánh về sau thì con Nim là con mà nó không không còn tồn tại trong đội hình nữa, thì con này coi như mất kỹ năng đặc biệt để đánh lết. Thế cho nên người ta không cần dùng con này và chuyển sang con Bitly và con Oce à, con Avacius. Bởi vì sao? Hai con này khi mà up con Nim lên nó cũng có top 9, tất cả chắc chắn vẫn đi trước con Cyclops. Cho nên là con Cassiopeia tuy rằng mạnh nhưng lại không được dùng nhiều bằng hai con này, bởi vì cái tốc của nó không còn cần thiết nữa các bạn ạ. Chính vì thế mà con này nó không được dùng nhiều, con này kể cả là con Nim của nó lúc đầu rất là nhiều, đánh rất là dễ, nhưng cái việc mà về sau đánh thì nó khó khăn hơn hai con này rất nhiều, nên nó bị xếp cửa dưới so với cái con Elvasius và con Bitly ở riêng trong cái template duel này đó. Một con tướng khác và luyện ở đây chúng ta luyện Siwik. Siwik là một con trong thành này rất là đông, rất là đông, có tận 10 mỏ, nó gần như là quân có quân level 5 có số lượng mỏ gần như là nhiều nhất ở trong cái duel này. Và kỹ năng của nó đầu tiên là Windstorm, Water, hai clean hai hai skin có thể dùng về lết khá là tốt, nhưng mà dù sao nó vẫn là tướng phép. Thế cho nên cái việc mà kỹ năng mở đường của nó là gần như không có, kỹ năng để đánh mở đường không có, và nó tướng phép kiếm giáp lên chậm, nên con này mà việc đánh mở đường khá là khó nên chúng ta không dùng nhiều. Spin cái skin đặc biệt Sokari thì trong cái duel này thực sự phải nói các bạn, nếu đánh sớm thì nó cái tempo rất là tốt, nhưng về nếu phải kéo vào để đối phương kéo vào lết thì tức là nó sẽ không còn mạnh nữa. Và tất nhiên con này thì với những con tướng phép đánh lết thường nó sẽ đối kiếm giáp hơn, cho nên con spin này con mà sẽ không cũng không được chọn nhiều bạn. Còn ngoài ra con này thì chúng ta nhìn thấy cái Pathfinder kỹ năng cộng Tristan, chúng ta biết thừa là con này là không có cái dáng dấp của một con main, con tướng main rồi. Con Manfred là con tướng luyện Fireball, kỹ năng đặc biệt luyện Fireball tăng đam, nhưng Fireball không phải phép quá mạnh để thấy cái gây đột biến ở cái giai đoạn cuối game và cái ngay cả đầu game, thì nó đánh cái Fireball này không phải là quá mạnh. Thay vào đó thì người ta hình dung được cái thành cốp này nó có cái lực lượng cuốn rất là mạnh đủ để mở đường mà không cần đến cái Fireball, thế chúng ta sẽ chọn con tướng mà có kỹ năng lết mạnh hơn con Manfred này. Thì đó là chính là con Evasius hoặc con Billy, chỉ thành ra con Manfred này trong cái template deal cái bóng dáng của nó bị che mờ hai con tướng kia rồi. Và tất cả những tướng còn lại cũng ở từng dạng tương tự Basic, Interferency và Wisdom, một cái skin mà thực sự nó không không liên quan đến nhau. Cái Interferency thường nó gắn cho con tướng chiến để nó đánh với con tướng phép nó không bị quá bất lợi về phép, thì con này con tướng phép lại có Interferency. Thế cho nên là nếu đối phương gặp tướng chiến thì cái Interferency này nó hầu như nó chả có hữu dụng gì, về tướng chiến nó không đánh dùng phép, nó sẽ đánh dùng về cuối và thời gian nó chỉ có tempo tốt vào thời gian đầu mà thôi, thì con tướng này con tướng mà cũng không dùng được. Nhưng con này cũng cái điều hay là con này có cái Forgetfulness là cái skin mà duy nhất mình nó có ở trong này, và nó nếu như mà nó gặp những quân như Cyclops hay Cyclops hay là con Mid là những con bắn mà ví dụ Zealot thành thiên thần thì nó có dùng được, một số quân như Titan hay con Lich thì không dùng được vì các quân đấy kháng cái Mind Spell Forgetfulness này. Thế cho nên là trong số những thành mà có cung mạnh ở Mid thì nó chỉ có hữu dụng trong khoảng một nửa số thành dùng được thôi, còn một nửa thì kháng Mind Spell thì không dùng được các bạn. Con Astra thì thêm chữ L, N thôi thành con Astra thành Titan, thành Titan nhưng chúng ta không được nhầm. Con này có tướng luyện Cure, Cure nó giống như con Adela của thành thiên thần vậy. Nó giống như con Adela thành thiên thần có Cure từ đầu, à có Best đầu, à con tướng luyện Cure của thành thiên thần là con nào nhỉ? Tôi nhớ con tướng luyện Cure. Đây, có phép Cure từ đầu là con Catherine, một phép mà trong này nó ban. Đó. Có tướng luyện Cure và kỹ năng đặc biệt của ông là Cure luôn. Nó sẽ tăng hiệu ứng thêm 3%, và con này thực sự nếu đánh lết mà nếu như các bạn có như là cái cua này cũng kinh phết đấy, nhưng mà vấn đề nó không phải là quá nghiêm trọng ở trong cái lết, nếu không bạn không có cua tất cả đúng cua thì việc bạn có cua cũng chưa chắc đã là có lợi hơn. Và skin đến cuối cùng thì nếu mà đánh về sau thì thường người ta sẽ đấm bằng tay, nắm đấm nhiều hơn và dùng cơ bắp nhiều hơn, thì cua này là một cái skin mà mình nghĩ cũng không phải dùng nhiều vì người ta sẽ búp cho quân người ta nhiều hơn thay vì người ta cast đối phương. Cast đối phương thì con tướng này không được dùng nhiều. Dagen và tướng cấp Ezreal, Ezreal về sau con nạm có thôi, trước khi combat thì hầu như ai cũng có sách gió rồi. Cái Ezreal chỉ tăng hiệu ứng của cái skin thì thôi, và skin này chỉ tác dụng khi gặp Cyclops hoặc là con Titan. Thế cho nên là con này cũng phải con tướng quá mạnh, và đến cuối cùng chúng ta dừng lại ở đây là Evasius và Billy. Evasius thì nó mạnh vì skin clone chúng ta biết rồi, và Billy kỹ năng đặc biệt là cái việc mà up con Mon 3 lên con Seedorf. Thì hai con này là có hai con tướng có cái tempo tốt nhất ở cái thành đầm à thành cốp này. Và vì sao cái tempo lại quan trọng như vậy? Mình nói đến tất cả các phiên bản thì phiên bản
S gần đây đã thay đổi cái meta là meta triple build. Vậy thì tại sao mà từ double build người ta muốn lên triple build? Cái nguyên nhân ở đây là gì? Cái nguyên nhân ở đây chúng ta phải hiểu về cái file size cuối cùng ở cái bản S này nó đẩy đẩy lùi lại so với các bản khác 235 thành 242. Cái nguyên nhân của cái người tạo ra map, người ta muốn cho cái thành, các thành bây giờ thay vì cứ ra mid đánh nhau hoài thì hãy ở nhà build quân. Hãy ở nhà build quân và kéo dài cái thời gian mà ra mid ở 3MB lên khiến các đối phương ra mid chậm. Nhưng cái vấn đề cốt lõi ở đây là cái gì và tại sao mà những con tướng tempo nó vẫn được ưa chuộng nhiều hơn thay vì ở nhà triple build? Thành cốp là một thành triple build rất là mạnh với cái lượng quân rất là đông và những quân đánh lết rất là trâu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là bạn muốn mua tất cả quân, bạn cần có tiền. Vậy thì tiền từ đâu mà ra? Từ nhà rồng, từ Naga Bank. Nó chỉ giúp bạn up được quân ở trong BB mà thôi. Còn sau đấy tiền xúc quân các bạn lấy từ đâu ra? Các bạn phải lấy từ nhà rồng khác. Nhà rồng khác ở đâu? Ở mid. Thế cho nên cái vấn đề nên cuối cùng người ta vẫn phải ra mid. Ra mid càng sớm và cái càng cái meta chip của build người ta càng phải ra mid sớm, vì lúc ấy cái nhà rồng nó cực kỳ quan trọng. Ở meta double build thì các bạn có thể là chỉ đặt bộ tài nguyên và đánh lặt và lặt vặt, các bạn bán đồ để xóc quân và khi đủ mạnh cận chiến. Nhưng cái bản meta chip build thì bạn muốn không bị kém đối phương thì bạn buộc phải đánh nhà rồng lấy tiền, lấy đủ lượng tiền để sóc quân con ngỗng, và ngoài ra thì càng nhiều tiền nữa càng deny cái nhiều đối phương và càng mạnh. Cái meta chip build khiến cho cái sự cái S ở mid nó càng mạnh hơn, khiến cho mọi người càng muốn ra mid nhiều hơn. Và chính vì thế cái mục tiêu của cái nhà map maker muốn cho đối phương mọi người chậm ra mid thì lại càng càng đi xa vời, nên mọi người càng ra mid. Và chính vì thế những con tướng mà có tempo tốt ở trong này, con Evasius, con Bitly, nó càng được chết giá cao hơn. Tuy rằng thành cốp bây giờ nó không mạnh như ngày trước nhưng nó vẫn là những con tướng mà rất là mạnh. Và con Bitly là con mà bây giờ người ta chọn rất nhiều, cái tempo tốt, tốt thậm chí còn tốt hơn là con Evasius ở cái bản này. Bây giờ chúng ta sẽ vào đến biome của thành cốp và chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta vừa nói xong tướng rồi thì các bạn ở đây có thể nhìn thấy là cái con Evasius này lúc đầu tiên nó có cái chín con này, con Seedog này. Con Seedog này thì là con mà khiến cho con Evasius nó không bì lại được với con Bitly ở cái giai đoạn này, giai đoạn mà khi mà đánh sớm. Là nguyên nhân là vì con này có cái kỹ năng đặc biệt là đánh cấm phản và đánh cận chiến. Và ngoài ra con Bitly này khi nó luyện cái offense thì đam của con cận chiến nó sẽ mạnh hơn con bắn. Mặc dù con Seedog con bắn nhưng cái lý do mà nó đánh cấm phản mà đam nó tăng cao nhiều hơn nhờ cái offense thì con này làm con đánh nhà lùn cực kỳ sớm, và một trong những con nhánh đánh nhà lùn ngay khi ngoi lên mặt đất bằng cách nó đánh cấm phản và nó bỏ chạy. Thực sự là đây là một cái skin mà mình nghĩ là đây, chúng ta có thể thử lấy con này, các bạn sẽ hiểu là cái lý do vì sao con này nó đánh cái nhà lùn khá dễ, là giống như con Roley. Nó giống như là con Roley vậy. Thì cái kỹ năng của nó đánh và chạy, đánh như chúng ta gọi đánh thả diều, chúng có thể nhường này, chúng ta đánh vừa chạy. Đấy. Thì đây là việc lên Moran rất là đen đủi thôi. Còn tôi đen vậy. Thì đây anh em thấy là nó có thể dùng cái trích này để nó đánh, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy giống như cách mà con Roley nó vẫn hay làm. Thì đây cũng chính là lý do mà khiến nó mạnh, vì nó đánh nhà lùn sớm, đưa lại cái nguồn kinh nghiệm sớm, nguồn tài nguyên sớm, lượng tiền sớm để cho tướng có khả năng xử lý tốt ở trong cái bài mê. Thì việc đánh nhà lùn bằng cách thả diều này rất là nhàn anh em, mặc dù thiếu hơn con gà một tốc, nó khiến cho việc mà con này đánh thả diều nó khó hơn chút nhưng nó vẫn là làm được, chứ không phải là không làm được nha anh em nhé. Thì anh em thấy rằng cái con đây là kỹ năng mà giúp cho con này nó có thể đánh thả diều nha. Đấy, thì rất là dễ đánh nhà lùn, rất là dễ, vừa lên ngoài lên mất là đấm luôn, không cần biết là nhà lùn có bao nhiêu, nó chỉ mất thời gian mà thôi. Vừa rồi tôi tính sai nước đấy, như kiểu đấy, đại khái giống kiểu đấy. Thì các bạn hiểu là con này đánh cái gì nhỉ? Đấy, thì các bạn hiểu là con này đánh nhà lùn rất là dễ. Tôi chết rồi, tôi quên mất cái lệnh mà để ấy rồi. Thì bây giờ tôi phải đánh cho nốt cho xong cái trận này thôi. Thì kiểu giống như con đôi đây, thì con này là một con mà đánh nhà lùn bằng phong cách hit and run. Chúng ta gọi là hit and run vì đánh cứ đánh và chạy như này. Thì chúng ta thấy rằng nó rất là nhàn, thực sự rất là nhàn. Đấy, nó khác gì con gà của thành rồng đen đâu, nó đánh nó rất là dễ. Thì cái việc mà đánh nhà lùn này sớm sẽ giúp cho tướng lên level nhanh. Tướng muốn có tempo tốt thì phải đẩy được gió sớm, kinh nghiệm sớm, kiến sáp sớm và tất cả các kỹ năng nó đều phải tăng nhanh. Thì cái việc mà đánh nhà lùn sớm này sẽ giúp cho tướng lên level rất là nhanh. Các bạn thấy đánh nhà lùn xong thì nó lên thẳng 2 level logistic và có lượng tiền sớm, bạn có thể sóc quân chủ lực nào lấy ra bắn. Thì đó là nguyên nhân mà con Bitly nó mạnh các bạn ạ, bởi vì nó cày được kinh nghiệm sớm, nó cày được kinh nghiệm sớm ngay khi nó vừa ngồi lên mặt đất.
đấy là một lý do khiến cho con Bitly nó khỏe, bởi vì là con quan trọng ở đây nó là đánh cấm phản. Con Elvasus kể cả nó luyện quân bọn mạnh nhưng mà nếu như nó không đủ đam thì nó vẫn phải cầm quân đánh cấm phản, và với việc mà có một stack chủ lực với 6 stack thì nó chỉ đánh cấm phản được khoảng 6 lần, và nếu trong trường hợp không đủ đam thì cận chiến dẫn đến hao hụt quân còn nhiều hơn là con Bitly này. Thì thành ra là con tướng mà cày kinh nghiệm sớm nó sẽ đủ lên kinh nghiệm sớm và kỹ năng sớm, rồi skin các hiếm giáp nó đều sớm. Thì đấy là nguyên nhân mà con Bitly nó mạnh. Một cái nữa mình vừa nói đây là tempo, quay trở lại cái tempo. Nói về thành cốp ở thành bill quân rất là khỏe. Mình đếm qua cái lượng mỏ ở thành này thì cái thành cái con này, cái con Firegate này, con mà có thể dùng để áp trực tiếp đến con Seedog nó có đến tận 6 mỏ. 6 mỏ và với mỗi mỏ cho nó 7 con này thì trong một tuần nếu nhặt được nó 42 con Pirate tôi đi mở đường ok. Nhưng việc cắm mỏ này nó liên quan đến việc mà cầy lượng tiền nữa, bởi vì con này nếu mà bill thì nó không chỉ là dừng lại con này. Nó còn mỏ chim thì có 4 mỏ. Mỏ nick ở bản cũ thì có 5 mỏ nhưng bây giờ bị nép xuống chỉ còn 4 mỏ thôi, đó là lý do người ta không build con nick nữa. Không build con nick nữa, 4 mỏ. Con đây, con Haspid cũng có 4 mỏ. Và đặc biệt con Socrates có 10 mỏ. Phải nói bỏ quân rất đông, và con Socrates thì các bạn biết rồi, nó có skin rất kinh tởm, nó sau bị nét xong nó giảm giáp đối phương, mà nếu đánh cận chiến bị giảm giáp thì rất đau đớn. Thế nhưng cái vấn đề chúng ta muốn nói đây là làm thế nào để đánh được lết. Làm thế nào đánh nhất? Thứ nhất là đối phương có cho bạn build không? Khi bạn cửa 3 mê này thì thứ nhất bạn không có quá nhiều item để tăng chỉ số. Thứ hai chỉ có một cái nhà rồng, cái khả năng ra đồ quá mạnh là không có bạn. Nếu bạn mất thời gian ở cái này nhiều, đối phương ngăn mít tăng chỉ số rất cao, thì cái việc mà bạn có kéo được đến lết khi không, 1-4x và 2-1x khi mà quân bạn còn chưa đủ mạnh và chưa đủ tiền lấy quân ra thì đã bị người ta dọa đánh khi chỉ số quá chênh lệch với quân người ta ăn quá nhiều bóc mít nó khỏe rồi. Thì cái việc mà build quân chủ lực này nó không phải là một cái bài toán hợp lý với cái thành này, với cái lượng tiền cần quá nhiều. Và nếu như bạn muốn build để đánh sớm thì thường là những thành build chúng ta sẽ ra mid vào 131 brick 131. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái con nick ở đây là con mà khi chưa up nó có speed rất là thấp, speed 6, và với cái đam nó không phải là quá mạnh để gọi là chủ lực đam, mà cái tốc nó thấp, mà thứ hai là quân chạy bộ. Thế cho nên cái việc mà thường nó dùng quân tốc cao đánh xong chạy thì nó không dùng được, và đa số nó sẽ bị quay. Và khi bạn biết rồi, con nick mà không chạy được thì khi nó bị đấm thì mặc dù nó có cái hay là giảm 3% giáp khi chưa up và 6% giáp khi mà up rồi, nhưng mà đa số chúng ta sẽ không có đủ tiền up con này, và chúng ta phải pick sớm để lấy cái tempo tốt cho quân up, quân build đó. Việc mà 131 chúng ta pick ra mid thì con nick là con mà trong giai đoạn này nó dùng nó chưa hữu ích, bởi con này là càng lên level cao thì trừ càng nhiều. Thế là cái khi cái level thấp này nó sẽ không trừ được quái bao nhiêu, và việc quái đâm nó sẽ gần như giữ nguyên đam. Thế cho nên là cái con này là con chạy bộ tốc thấp thì nó sẽ hao hụt dần khi chúng ta mang ra mid. Mặc dù nó vẫn rất là trâu ít, nhưng mà việc nó hao hụt dần thì khiến chúng ta việc cảm giác là việc build nó phân sự gần như trở nên vô nghĩa. Và cái khi chúng ta chỉ có một bài toán, chúng ta tiện đường chúng ta cắn, rồi lúc nào chúng ta build thì chúng ta build, mà quan trọng chúng ta lên tempo ra mid trước, chúng ta đánh nhà rồng các thứ. Cái vấn đề ở đây chúng ta là tiền. Tiền làm thế nào chúng ta build mà chúng ta mua được thì nó liên quan đến tiền. Tiền 3 mê thì rất là ít. Cả còn hard speed cũng thế thôi. Kể cả các bạn nó cắm tốn mua rất nhiều tiền để mua con này, nhưng sau đấy chúng ta không có tiền để sóc quân chủ lực và các quân khác để đánh, chúng ta buộc phải ra mid để kiếm nhà rồng. Thì cái việc chung đường, cái đường chung của tất cả ngả đường đều phải dẫn đến một đường là ra mid đánh nhà rồng. Vậy thì đằng nào ra mid đánh rồng thì càng ra mid sớm chúng ta càng lợi bao nhiêu. Thế cho nên cái việc mà build quân với thành này đó là khi vô tình khiến cho tướng bị chậm tempo. Và thay vì build quân đấy, chúng ta sẽ quay ra trở ra là lấy cái tốc độ phát triển tốt để ra mid build quân mid, và vừa đánh nhà rồng vừa có thể tranh thủ build ở đây. Thay vì chúng ta cứ lọ mọ trong 3 mê và không ăn được nhà rồng mid. Đó là nguyên nhân vì sao cái việc build của thành cốp nó bị bỏ rơi, để nó quay ra một cái bài toán là chúng ta ra mid đánh nhà rồng mid và vừa tranh thủ build và cắm mỏ, bằng cách khi chúng ta di chuyển đến mid chúng ta vừa cắm mỏ và đánh nhà rồng mid. Thì sẽ hay hơn là cái việc chúng ta cố gắng ở 3B càng lâu càng tốt. Cái vấn đề đó là vấn đề chung của cái bản S này. Khi chúng ta muốn triple build, chúng ta buộc phải ra mid đánh nhà rồng. Đó, thế là vô tình cái việc mà người ta, cái map maker đẩy cái triple build lên để cho người ta tưởng tượng một điều là bạn ở 3B bạn vẫn khỏe. Nhưng thực sự đó là cái nó không đúng thực tế. Vì thực tế là khi bạn chip vào build, cái lượng tiền bạn cần rất nhiều. Và với một cái nhà rồng ở 3M thì chắc chắn bạn không đủ được. Và mình nghĩ là sẽ có một bản update mới mà khiến cho cái 3M nó phải có hai nhà rồng, để khiến chúng ta có thể đủ đỉnh ở cuối tuần 3 ra mid. Tức là người ta đánh hai nhà rồng, tao tiền up quân xong người ta ra mid thoải mái hơn.
nó thoải mái hơn. Và kể cả đối phương ra mid trước vài ngày, người ta vẫn có hai nhà rồng có đủ tiền sóc quân và đủ đồ, ít nhất là hai nhà rồng thì nó vẫn có khả năng ra đồ tốt hơn để người ta có thể ra mid cạnh tranh lại cái mid bên kia vào bất cứ thời điểm nào, bất cứ thời điểm nào. Và thành người ra mid sớm cần phải lo lắng khi đối phương đẩy ra. À đấy, thì chúng ta có một cái bài toán là mình nghĩ meta mới thì nó sẽ phải cần thay đổi như vậy để khiến cho mọi người có thể là đủ thoải mái hơn chút về cái áp lực phải ra mid sớm, bây giờ ra mid chậm hay người ta cast hết nhà rồng thì mình không còn gì đánh, không có nhà rồng để sóc quân và không có chỉ số, không có đồ, người ta cast hết đồ thì ít nhất là trong chúng ta có bài mê, và khi chúng ta ra đòi lại mid buộc đối phương phải bỏ chạy. Và khi chúng ta từ từ khi đối phương ra brick ra mid sớm mới đồng nghĩa với đối phương không build ở trong bài mê, thì chỉ cùng lắm chỉ build một thành ở mid và chúng ta đòi lại mid này, chúng ta lại chuyển lại double build thành này và chip build cộng thêm chip build rồi chúng ta về kéo về sau chúng ta vẫn có lợi hơn, thì đó mới là hợp lý hơn. Thế cho con tướng mà có tempo tốt ở đây là cái việc mà kiểm soát cái bài mê sớm, brick sớm, ra mid sớm và kiểm soát cái mid tốt thì gọi là tempo, nó là tốc độ phát triển quân và kiểm soát map của con tướng nó càng tốt thì nó càng được chiết giá cao, tiền cao. Đó là lý do mà con Morele nó mạnh. Con Morele con tướng có khả năng kiểm soát map tốt, tempo tốt mà thậm chí nó ra mid đạo quân nó tương đối yếu so với các đạo quân khác, thậm chí mà cái quân của nó ra mid còn không bằng cả con Billy nhưng nó vẫn được chiết tiền cao hơn Billy vì cái tempo nó tốt và nó ổn định hơn con Billy. Tempo tốt và ổn định hơn con Billy, đó là lý do mà khiến con Morele mạnh, chứ không phải bảo build quân xong mạnh ra mid xong gặp mấy con tướng chỉ có bóc brick mà tại sao thắng được nó, không thắng được nó thì là lý do. Đây chính là lý do. Cái việc bạn build quá nhiều quân này nhưng mà bạn build xong không có tiền mua, bạn sóc quân từ mỏ ra thì nó phân tán cái lượng tiền của bạn cho quá nhiều stack, cho khiến cho bạn không có đủ power stack để mà brick nữa, và qua stack nó đều yếu đều như nhau thì nó không phải là một đạo quân mạnh. Cái chúng ta hướng đến là một power stack đối con Billy này. Trên thực tế nếu như nó không phải power stack mạnh thì nó sẽ phải build, nhưng vấn đề ở đây gì, cái bóc quân mon 1 mon 2 của và thậm chí là quân mon 3, thậm chí cái việc mà chỉ build chim ở tuần 1 thôi nó cũng đủ mạnh ở tuần 3, béo nhất tuần 3 biết, thậm chí tuần 2 nếu đánh được cái bóc chim nó ra mid sớm thì cái con này nó đánh mạnh mà không cần dựa vào việc build quá nhiều quân chủ lực, khiến cho nó có thể thay đổi cái phương án tác chiến, thay vì build nó dùng cái chọn cái phương án đập bóc và ăn một số quân mà đủ lực để brick tôi là nó ra mid để lấy lại giành lại cái tempo. Đó là lý do thành cốp dạo gần đây người ta không build nữa, không build con Nick và cũng không build con cốp nữa, tiện à con Haspid tiện đường chúng ta vẫn có thể đánh và sau đó build nếu như trường hợp mà đề phòng, nếu đối phương có tempo tốt hơn chúng ta quay lại và ăn nhà rồng ở quanh cái mid này, quanh góc mid là chúng ta đẩy sang xe dồn cho cướp nhà rồng để build lên, mà một tham minh tốt chúng ta đẩy ra bằng con Haspid cũng được, nhưng nó là cái bài toán để phòng thân thôi, phòng thân nếu đối phương có tempo tốt hơn chúng ta mà thôi, chứ không phải là chủ lực để chúng ta ra mid 1-3-1. Cho nên cái việc của chúng ta build quân chủ lực tuần 2 ở cái thành cốp này nó không quá quan trọng nữa anh em ạ, không quá quan trọng nữa. Nó sẽ tập trung vào việc up cái con chim sớm này và up cái con Nim và con Simen để đẩy nó vào một bao stack. Cái bóc này có đủ stack để brick hay không thì chúng ta sẽ cùng đếm cái số bóc của cái thành này. Thành này về cơ bản nó có số lượng bóc dao động từ 6 đến 19 bóc, tức là cái bài bạn sẽ rất yếu nếu các bạn rơi vào 6 đến 9 bóc. Bài bạn sẽ tương đối ổn nếu bạn rơi vào từ 10 đến 13 bóc, và bạn bạn sẽ cực kỳ tốt nếu có từ 14 đến 19 bóc. Đó, cái bóc này thì sẽ bao gồm cái gì? Bao gồm từ 2 đến 6 bóc con Nim, con mon 1. 2 đến 6 bóc con Simen, con mon 2. 2 đến 4 bóc con Pirate, con mon 3. 0 đến 1 bóc con chim và 0 đến 2 bóc con Spread. Vậy thì nhìn vào số lượng bóc chúng ta biết rằng trong bài tối thiểu nó có 2 bóc con Nim, 2 bóc con Simen và 2 bóc con Pirate. Vậy thì so với con Evasius và con Bitly, con nào con hưởng lợi nhiều hơn cái việc bóc brick này thì chúng ta có thể đoán được ra ngay rồi, là con Pirate, à con Seedorf, à con Bitly. Con Bitly chắc chắn nó có tối thiểu là 2 bóc Pirate để up tên thành cái cọc mà Seedorf khỏe để nó đi brick ngay tức. Cái việc mà bóc chim nó không còn đảm bảo nữa, nó từ 1 đến 2 bóc ở bản cũ đẩy xuống thành 0 đến 1 bóc, và bóc Nim không còn, bóc Nim, bóc Simen không còn bóc đảm bảo như cái bản ổ, bản P nữa. Thế cho thành cho ra là cái việc mà con Evasis nó có một tách khỏe để ra mid nó sẽ không đảm bảo được bằng con Seedorf, à con Bitly. Chính vì thế mà vô tình con Evasis ở bản này đa số nó đều phải brick vào 1-3-1, nếu cái bài nó ở mức trung bình nó sẽ phải chờ vào cái lượng chủ lực chim mua ra được từ đầu tuần 3 1-3-1. Thế cho nên nó vô tình nó mất tempo. Về dựa vào cái bài xấu và bài đẹp tất nhiên nó vẫn tempo vẫn tốt, nhưng mà nó không đảm bảo con Bitly. Chính vì thế con Bitly sẽ đảm bảo hơn việc là gì, anh chỉ cần cố gắng đập hết bóc, anh nhìn thấy ra hai con Seedorf này là anh có thể là đi brick được, và đấy chính là lý do con Bitly được chọn lựa chọn nhiều hơn là con Evasius ở bản này. Một nguyên nhân nữa là con tướng chiến, thế cho nên về đánh về lết là vẫn có cái nó ưu ưu thế hơn con Evasius các bạn ạ.
và cái việc là đánh bóc này nó sẽ có power stack, ít nhất là power stack con C-Dog. Ngoài ra nếu mà có 6 bóc con Nim bóc khỏe thì bạn cũng có thể có con Nim, và với con Evasiet thì với việc 6 bóc con Nim với 60 đến 80 con thì nó cũng đã khoảng 400 con, nó có lông ra biết cũng kinh. Nhưng nó không đảm bảo được bằng con Bitly này, với cái bài xấu được con Bitly ở tempo lại tốt hơn. Đó chính lý do người ta chọn con Bitly để đảm bảo trong bài xấu người ta vẫn có thể chơi được. Và với việc mà nó có thể break sớm vào 1-2x cùng với cái số lượng bóc mà nó nhặt được ở bóc si con Pirate, ví dụ như là chúng ta có thể test một số bóc, ví dụ như bóc này thì có lẽ khó ra về cả Nagabank nhưng mà nó vẫn có khả năng ra nếu cái lượng cung tầm 40 con này. Và chúng ta nhìn thấy đây vẫn là có khả năng ra Seaman, là chúng ta sẽ thấy rằng là con Seaman này thì nó chưa hữu dụng với con này và chúng ta cần tìm cái bóc con Pirate. Đấy, và chúng ta cần phải tìm bằng được cái bóc con Pirate, và thường bóc con Pirate có hai bóc nên chúng ta cũng không sợ là bị thọt Pirate quá đâu. Nó sẽ có cho các bạn đấy. Và con này chắc là con Seaman này, nhưng vẫn có khả năng ra Pirate. Đấy, Seaman thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà săn bóc con này thì nó sẽ không cần quá nhiều bóc như thay vì con Evasiot cần nhiều bóc để clone cọc chủ lực ra. Con này thì nó chỉ cần đánh lên con Pirate và là đây một bóc Pirate đấy rồi. Và chỉ tất nhiên là còn một bóc Pirate nữa, và chúng ta cũng không một bóc Pirate nữa thôi, không để xem nào. Con này chắc không phải. Đây chúng ta sẽ thử xem nó có một bóc Pirate nữa, chắc chắn là sẽ có một bóc Pirate nữa các bạn. Chúng ta nhìn thấy là bách di lót này, tối thiểu là một bóc tay Pirate nữa nha anh em nhé. Đây có thể là bóc chim này, đây có thể là bóc chim này. Ra Socrates đây, ngon. Socrates thì là có hên xui từ 0 đến 2 bóc thôi, thì cái bạn nhìn thấy cái lượng quân mon 1 mon 2 là rất là đông, mà chúng ta vẫn có thể là nhập vào stack để chúng ta có thể là up lên để đi break, ví dụ như là Evasiet bài này thì cũng ok bóc khỏe. Thế còn cái con Bitly thì nó cần các bạn nắm trúng bóc vào những bài yếu hơn thì Bitly nó sẽ trội hơn. Như chúng ta nhìn thấy đây bóc chim, chúng ta sẽ nhắm vào cái bài thấp hơn, chúng ta dùng con Bitly và nó sẽ an toàn hơn. Tất nhiên với cái bài khỏe này con Bitly nó vẫn có thể break được anh em, vẫn có thể break được như bằng con Bitly. Thế cho nên là đây chúng ta thấy là chỉ có một bóc con này thôi, một bóc con Pirate thôi, một bóc Pirate thôi bạn, chung phải hai một bóc Pirate thôi. Vậy thì chúng ta đã hiểu là con Bitly nó cũng có vẫn khả năng bị break với cái đạo quân mà với sự bóc này, và con Evasiet cũng có thể break với đạo quân này. Thế cho nên là cái thành này nó sẽ cụ chủ yếu nhặt bóc thôi để nó re break để lấy cái tempo tốt. Và các bạn nhìn thấy xem con Nim này với cái lượng này thì nó đi break cả cả Evasiet hay cả Bitly đều break tốt với cái đạo quân này. Hay và con bóc chim có một bóc này, Socrates có một bóc này, thì đấy là cái lực mà con Bitly nó đủ làm đích. Và trong số những tướng mà có khả năng brick vào 1-2x thì con Bitly là trong những con mà có lực lượng thịt dày nhất, một trong những lực lượng thịt dày để có thể đánh mà mid mà không lo bị thọt quân đó. Nhưng mà với cái bài ít hơn chúng ta phải tính toán hơn rất nhiều, và thay vì build chúng ta sẽ brick sớm, như vậy chúng ta sẽ có thể brick sớm để ra mid. Đây có một bóc nữa. Đấy, chắc chắn là có hai bóc Pirate, mình khẳng định là chắc bóng vừa rồi thì hơi hoang mang một tí là tại sao mình đánh rất nhiều lần nó ra, bây giờ lại không ra, thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rồi, chúng ta đã bởi vì chúng ta chưa tìm được hết bóc đấy. Thì có hai bóc Pirate nha, thì bạn biết không, cái đạo quân này cũng với con quân nó lúc đầu tiên mười mấy con nó đủ brick rồi, thực sự là đủ brick rồi, và phải sợ quân nha. Đấy, chưa kể chim không, mà nếu đọc thì cái chỉ số này không, mà đây là tướng còn chưa đủ level đi nhặt bóc không, mới level 7. Còn nếu chúng ta tưởng tượng của chúng ta lên level 15 thì chúng ta brick khá là ổn, khá là ổn, và có thêm nước nữa, thì với những quân như này thì chúng ta brick nếu mà level cao hơn, như bạn thấy không, quick combat là con như này thôi. Để quick combat nhá, đấy có tướng level khá là thấp và chúng ta thấy rằng con Bitly brick khá là dễ, brick khá là dễ với cái đạo quân mạnh như thế này, thì các bạn hiểu là con Bitly rất là khỏe quick combat như vậy. Đó là cái vấn đề mà người ta bỏ cái việc build, tập trung vào việc đánh để cho nó đẩy cái tempo con tướng nó tốt hơn để đánh brick sớm ra mid, chiếm mid sớm. Đạo quân nó quá khỏe để nó đi brick, và với việc kể cả con tướng này vẫn thấp nó cũng có thể brick sớm và ra mid, nó chắc cũng không hao nhiều quân, mà cái này toàn quân tốc cao nên nó không ngại cái việc mà những con đánh những quân này nó bị hao hụt quá nhiều quân. Tốc thấp thì ngại, nhưng con Hira này nó chân ái rồi, đánh nó cảm giác có dễ. Đấy, quick combat còn đánh gác đánh dễ, và cái khó là chỉ đánh nhà rồng thôi. Thì với những con tướng mà có tempo tốt này thì việc đánh nhà rồng vẫn là một giải pháp khác. Cần phải có một giải pháp khác là thay vì đánh trực tiếp nhà rồng thì nó nên đánh thêm trên đường đi, đánh bổ sung thêm một số bóc để nó có thịt vào nhà rồng. Đấy, ví dụ như thịt như này dày thì vào nhà rồng thì rất là ổn. Đấy, chúng ta đã hình dung ra được là vì sao thành này nó thay đổi cái kế hoạch tác chiến, cái việc đánh build quân chuyển sang tem
tempo đánh break sớm. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở 30 này thì cái việc mà muốn break sớm thì nó cần những cái gì? Cái tempo tốt thì thường nó sẽ phải đẩy level vào tướng lên nhiều hơn. Tướng nhiên nhiều hơn ở đây thì chúng ta có thể thấy là nó phải cố gắng bao gồm cái việc ở đây là gì? Thứ nhất, nó phải tận dụng hết những cái banh lùn này, những cái ổ sạc cái màu hường này vậy. Tận dụng hết những cái banh lùn này để nó có thể là đây, những cái banh lùn này để nó đẩy level tướng lên nhanh. Những cái này thì thôi bỏ xa quá, những cái mà gần đường cái này chúng ta đánh và chúng ta scout map ra càng tốt, càng sớm càng tốt, bởi vì việc scout map ra sẽ giúp chúng ta biết được rằng là định hướng cái đường đi làm sao ở cái thành này. Nó cần phải định hướng đường đi rất là tốt để nó có thể là nhìn thấy những cái bóc mà có giá trị, có giá trị để có đi break. Ngoài ra những cái chỉ số hợp lý như này thì là nếu tiện đường nó càng phải ăn. Cái vấn đề là kể cả con Alpha Seed hay con Bitly nó đều nên tập trung vào một cọc chủ lực, mà nếu trong trường hợp bài xấu mà quân break nó không scout break khó nó có thể break đó. Ở đây có thể đưa ra là bóc mỏ chim này. Cái mỏ chim này chúng ta có chỉ 4 mỏ thôi, chứ còn ngày trước là có 5 mỏ, giờ nó nấp đi rồi. Vì sao nấp đi? Vì nó quá mạnh. Với thêm bóc chim, mỏ chim này thì kể cả nó không build gì cả thì với cái bài xấu nhất thì nó vẫn có thể break vào 131. Còn không thì nó sẽ x vào 12x. 12x là một con số khá là ổn với một tướng có tem có khả năng bóc brick, và 131 đó với cái bài thọt mà nó vẫn đắp quân, nếu mà cố brick thì nó vẫn brick được và để ra mid sớm để cạnh tranh với một số quân. Và với việc mà chỉ bóc brick và mid mỗi một thì cái đầu tiên của nó phải kiểm soát được hai cái góc side zone này trước, bởi vì 131 nếu ra so với thành đầm đầy thành gấu thì nó sẽ có vẻ là yếu lực hơn chút. Nó kiểm soát hai cái để ăn cái nhà rồng và bóc để nó có thể cạnh tranh, sau đó thì nó dùng một số cái biện pháp, ví dụ như có thể là sang side zone build quân chẳng hạn, hay quay về build con Nyx và con Hatspeed, ví dụ những cái này đấy. Ví dụ những cái này cái mục tiêu mà nếu nó ra mid sau người ta và cảm giác đánh được nó về nó build, và việc kiểm soát hai cái này nó ăn được một số cái nhà rồng ở chỗ này và kiểm soát được cái hai cái đường này để có thể kéo sang side zone thì nó có thể là ăn được thêm một số nhà rồng bổ sung lượng tiền để có thể lấy được Nyx ra Hatspeed ra chiếm vào một tempo tốt hơn đó. Thay vì cái việc mà cố gắng build sớm tuần 2 rồi cùng bạn yếu hoàn toàn luôn. Và bởi vì cái việc mà cố ở lại quá cố build thì việc mà dồn tiền khá lâu mà bạn cần ra mid đánh nhà rồng trước thì các bạn loay hoay tìm tiền ở trong cái BME để up thì không bằng bạn ra mid để đánh cái nhà rồng mục tiêu nhà rồng này, sau đó bạn quay về up sẽ tốt hơn. Vì nếu đối phương có tempo tốt hơn bạn, thì tôi nhắc lại là người ta sẽ thường là dùng biện pháp bóc brick đúng không ạ? Thay vì cái chuyện mà build quân thì người ta sẽ bóc brick, tức là trong bay mê người ta ít khi build quân thành bên, mà người ta sẽ chọn biện pháp là build một cái thành ở mid trong bay mê người ta để người ta áp quân trước đã, sau đánh bóc, sau đó thì người ta ra mid. Nếu nhắm như ở thời cơ người ta không bị đẩy, người ta có thể mạnh hơn người ta mới build mid, thì thường là cái thành mid này, trừ khi một trường hợp mà bạn ra mid sớm hơn và có quá nhiều thứ khỏe để bạn có thể để thủ cái mid này thì bạn mới xây cái mid này, còn không thì chúng ta chỉ xây một tạm thời đấy. Còn nhà nhà mid thì chúng ta chỉ xây up cái quân mà mon 4 mon 5 lên để, ví dụ trong trường hợp mà đối phương đẩy ra chúng ta tự tin nữa thì biết chúng ta đánh lại họ bằng quân up luôn, up trung bóc vào để cho nó có một power stack. Đấy là lý do mà chúng ta nên đánh bóc brick ở thành cốp này, và cái mục tiêu chúng ta ở đây là đánh tất cả những cái mục tiêu để đánh tăng cái lượng tiền để chúng ta sóc chim, sóc cái con pony map quân và chúng ta ra mid. Và một cái điều nữa là chúng ta cần phải để ý đến là bất kể thành nào khi ra mid chúng ta có một cái lực lượng mà đủ khỏe, chúng ta cần phải đánh những cái cyclop này, đánh những cyclop và tiện đường này. Có những thành đánh cyclop rất khỏe và thành cốp cũng là một trọng thành mà tiện đường, nếu mà ăn được bóc sớm thì việc đánh cyclop rất khỏe. Nếu đánh cyclop khỏe nhất thì theo mình phải là thành chim lửa. Thành chim lửa khả năng đánh cyclop cực kỳ sớm ngay đầu tuần 2 nếu chúng ta có đất sớm, và những thành này cũng là thành đánh cyclop khỏe, tuy rằng tempo chậm hơn thành chim lửa một chút nhưng vẫn cứ là ổn. Vì thành này cần bóc quân trong thành không để đánh cyclop rất là khó, nhưng mà thành chim lửa thì có hai quân stack khỏe là con bướm với con đấy, thì thành này thì có mỗi con auxilic thôi. Con cement thì về cơ bản nó đi quá chậm nên chúng ta không điều quân, nó không được cơ động như cái con thần gió và con bướm ở thành chim lửa, nên cho nên việc đánh con chim lửa rất là dễ. Thành cốp này thì thường là chúng ta lên cố gắng đẩy chim sớm để phòng thân, tất cả cái việc mà đến cuối tuần thì chúng ta nhặt được bóc chim mà cộng thêm chim mỏ, cộng thêm việc mà chúng ta xây chim từ tuần 1 1x này, cuối mỗi chúng ta xây được ít nhất là double build, hoặc là nếu đẹp thì chúng ta có khi triple build thì chúng ta sẽ có lượng income quân, tức là chim con Stormbird trong trong đầu tuần 2
và cộng thêm nếu mà chúng ta nhặt được bóc nữa thì chúng ta lại có thể chuẩn bị để đi break, ví dụ những cọc Hira như lúc nãy mình break ở đây đấy, thì chúng ta sẽ có thể break vào sớm 1-2x. Vậy thì đấy là cái phương án chung ở trong PME, vì chúng ta vẫn cứ giống như các ngành khác, một là banh lùn là cái ưu tiên hàng đầu đấy, banh ở đây banh lùn là cái ưu tiên hàng đầu, nó là cái dễ đánh nhất cho tất cả các tướng, là đẩy thúc level lên, và những cái banh lùn gần thành nhà những thường rất là quý và đánh rất là dễ, có những cái banh lùn ở xa này chúng ta cân nhắc chúng ta có cần tiền hay cần có đủ movement để ra không hay không, nếu chúng ta đánh ra check nó mà không vừa mất tempo vừa mất quân thì có đáng hay không. Thì chúng ta phải thấy rằng là cái đấy chúng ta cần lựa chọn. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì, có một mỏ chim gần đường cái không cắm được này. Đó. Cái mỏ chim này thì xấu hơn một chút là bởi vì nó ở trong này, chúng ta xác định là nếu đi 2 ngày với con tướng mà có đủ 5 click chúng ta có thể là, hoặc là nhận được gió sớm ta đi lên đây. Xong chúng ta đo để ăn cái này, ăn cái Lily Flag này, ăn cái Lily Flag và sau chúng ta lên để ăn bóc kinh nghiệm, sau đó chúng ta đo về đường cái để hôm sau chúng ta mới về thành. Tức là cái đoạn đường này chúng ta xác định là đi mất 2 ngày. 2 ngày. Đấy. Thì cái việc mà ăn thêm hai bốc chim này cũng ổn định, nhưng chúng ta có thể lựa chọn khác là chúng ta đi ăn đây và chúng ta đo phát lên đây, nhưng thường là từ thành này đến thành này nếu chúng ta mà ăn một cái ngoài vẽ đường bao gồm cái này là một này, cái này là hai này, thì gần như chắc chắn chúng ta chỉ dừng ở cái mức này thôi, thì chúng ta đằng nào 2 ngày chúng ta có thể là bình tĩnh ăn thêm cái này, sau đó có thể đi ăn đây, ăn đây đúng không ạ, sau đó thì ngày thứ nhất chúng ta có thể đi đây này, xong từ đây ăn đây, xong đo ngược vào đây là hết ngày. Ngày thứ hai chúng ta từ cái chỗ này đi ra đây, xong chúng ta đo ăn đây, đo đừng cái ăn cái cục gỗ cục chét để chúng ta về thành. Đó, ví dụ thế, ăn cục gỗ này để chúng ta có thể xây chợ sớm, và ăn cái chét để tăng kinh nghiệm. Ví dụ thế là chúng ta có thể là về thành trong 2 ngày. Thì 2 ngày chúng ta tận dụng tối đa nước. Còn nếu như mình nói rồi, cái đường mà chúng ta đi mất 2 ngày là cái đường hay, còn nếu mà xuống đường chúng ta đi mất 1 ngày và đến, tức là trên cái đường đi chúng ta chả có cái gì đánh hoặc là chúng ta chả đánh cái gì. Thì cái vấn đề là ví dụ mà không có gì đánh thì thôi ok, và sau chúng ta đi vòng ngày nếu mà tướng có kinh nghiệm có sẵn tiền để đủ mua cái thì cũng ok. Trong trường hợp mà bạn ở cửa trên mà ít tiền để mua mà không có gì đánh thì bạn về cái thành này bạn không mua được đất, không mua được gió, bạn không mua được cái gì cả, thì đó đã mất tempo rồi, bạn phải ở đây lại vài ngày. Tức là cái việc mà không đất gió thì việc từ đây bạn đi vòng dây trở về thành trừ khi bạn có đồ bóng lách, chứ không cũng rất là khó, nó khiến tướng bị mất tempo. Chuyện việc hay nhất là chúng ta đi từ đây đến đây mất 2 ngày xong quay lại đây mất 2 ngày là cái thời gian mà ổn định nhất, từ đây cũng thế và từ đây cũng thế. Nó là cái việc mà chúng ta di chuyển trên map có những cái object nó tốt để chúng ta có thể là vừa đảm bảo cái tempo và vừa đảm bảo được là cái tốc độ phát triển của tướng nó đủ mạnh, lên kinh nghiệm, lên tiền, lên đủ thứ, đánh cho lên đất gió, lên đủ kiểu. Còn nếu như trong trường hợp mà không có banh, ví dụ như ở đấy không có này chúng ta cứ chạy một mạch đây, thì cái đường vừa đây cuối cùng chúng ta tướng so với lên băng cơ chúng ta chả khác gì, kinh nghiệm tạm thế. Và chỉ số chúng ta cũng thế, tiền chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và như chúng ta nhìn thấy ở đây, ví dụ như cái đường xuống thành chim lửa này, nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta không đủ lực đánh những cái như này thì chúng ta thường vào đây chúng ta nhìn thấy đường đây không có một cái gì để đánh và chúng ta biết rằng chúng ta đang bị thọt tướng rồi. Thế cho nên là trong trường hợp mà khi vào đây đẹp nhất là chúng ta có mục tiêu để chúng ta đi 2 ngày về đến đây. Vậy thì muốn 2 ngày về đến đây chúng ta xây Marquee Level là 1 này, Marquee Level là 1 này đúng không ạ, sau đó chúng ta xây thêm ít nhất chim Stormbird, Stormbird chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta cần 2 ngày, tức là ít nhất chúng ta về đây là 116. Còn nếu chúng ta về đẹp hơn là 115 thì chúng ta có thể xây thêm được cái rus. Cái rus là cái tăng lượng chim ở đầu tuần 2, và nếu như xây được 3 rus ở cái này thì chúng ta rất là khỏe đầu tuần 2 ngay, tức chúng ta khỏe. Và nếu chúng ta đánh được 2 rus này chắc chắn chúng ta có đủ tiền để xúc chim ra, và vì thế thì chúng ta đánh rất là khỏe. Từ đây chúng ta có thể đi xuống đây không thấy gì, chúng ta đo để đánh. Sau đó từ đây chúng ta đo về ăn cái này, xong đó đi ngược về đường cái xem có gì để ăn tiếp chúng ta 2 ngày về đây. Thì nhất chúng ta cũng ăn được thêm một cái nhà lùn thay vì cái việc đi một ngày về đây, và trên cái này chưa chắc đã có cái gì đánh, vì chúng ta đã nhìn thấy nhà lùn đây rồi, thì cái việc ở đây là có nhà lùn rất là khó. Tất nhiên là cái việc mà đi bóc là cũng là quan trọng nhé, đi bóc cũng là trong đoạn đầu thì chúng ta cần kiểm soát cái tốc độ phát triển ở đây, cái tempo chính là cái ngày mà chúng ta kiểm soát được thành. Đẹp nhất ở cái thành này để mà nói tempo chúng ta cần phát triển nhanh hơn một số mục tiêu, ví dụ như là nếu chúng ta không build chúng ta có thể bỏ mỏ gỗ để ăn cục gỗ lẻ trên đường để xây chợ, ví dụ như này là hợp lý này. Đấy, ví dụ như này là gần đường cái hợp lý này, chúng ta đủ gỗ để xây một số chợ ăn rồi. Và quan trọng là cái mỏ đá gần đường này cũng có nhiều đá, nhưng mà chúng ta ăn mỏ đá ít nhất chúng ta xây được con chim vào tuần 1 để đảm bảo tuần 2 chúng ta vẫn có thể có lực để có cơ sở chúng ta break sớm. Đấy, break sớm như cái bài này thì gần như là lúc nãy mình cũng check cả không có bóc cơ bản là đường, mà nếu chúng ta có chim ít nhất là chúng ta có quân có thể đánh nha, đánh sớm để đẩy đất gió sớm lên để chúng ta có thể là đi scout map xung quanh này để có cái chỉ số và cái lượng bóc khỏe, chúng ta break sớm.
Đấy là cái vấn đề với cái thành cúp này. Thành cúp này thì đấy, chúng ta sẽ nên bỏ việc build, và chúng ta thay vì cái build của chúng ta dựa vào việc bóc brick nhiều hơn và đẩy tướng level càng cao càng tốt. Level cao chúng ta đánh sẽ rất là dễ, và chúng ta sẽ dùng những cái banh để thúc tướng này, những banh thúc tướng, và mình thấy rằng cái bài này cũng không phải bài xấu đâu, chúng ta vẫn có thể đánh được, là những cái gỗ đá ven đường của chúng ta đảm bảo được. Bởi vì cái việc mà khi chúng ta quyết định là lấy tempo, đôi khi chúng ta mạo hiểm bỏ cái mỏ gỗ quá xấu và bỏ mỏ đá, chỉ thậm chí chỉ ăn một cục đá đủ chúng ta xây con chim thôi, thì chúng ta rất cần gỗ đá. Bởi vì kể cuối cùng bạn có brick sớm brick muộn bằng bóc brick hay là build quân chủ lực, thì đến cuối cùng bạn vẫn phải build, bản này bạn không build thì bạn không thể thắng được. Thế cho nên là việc mà các bạn phải cần phải ăn cái những cục gỗ đá lẻ ven đường này nó rất là quan trọng. Ngoài ra mà khi mà bước vào 1 2x, khi các bạn đủ mạnh mà tiện đường, bạn phải bam ngay mấy cái sạc lốp để có lượng, thứ nhất là tài nguyên, thứ hai là gỗ đá để chúng ta có thể ra mid, chúng ta xây ở mid và xây cái thành này lên đấy, xây cái thành này lên thành đêm mid, thì chúng ta sẽ không build quân chủ lực nếu chúng ta có thể cạnh tranh ở mid. Còn nếu không, chúng ta phải là biết là đầu vào 1 2 cuối 1 2x, thì chúng ta nhắm rằng cái việc mà chúng ta khó brick, và thường ở brick 1 3 1 thì chúng ta lại xem đối thủ chúng ta là ai. Nếu đối thủ chúng ta là thành như này, là thành rồng vàng chẳng hạn, à, thành rồng đen chẳng hạn, con lê lê có khả năng brick sớm, thì chúng ta việc cạnh tranh mid với con lê lê là tương đối khó. Chúng ta sẽ dùng cái lượng Cyclops chúng ta đánh được để chúng bắt đầu chúng ta quay về cuối tuần, chúng ta sẽ build những con chủ lực như là con Hatspeed và con Nick. Nhưng trước đó chúng ta cần brick ra mid. Và lúc này thì khi break ra mid thì bạn cũng có thể có hai lựa chọn. Nếu như bạn nhìn thấy cái mỏ quân ở mid nó nhiều, ví dụ như này, nếu như chúng ta qua trường hợp đây, chúng ta ra mid để lấy hai đầu và chúng ta scout, chúng ta phát hiện ra chúng ta có rất nhiều mỏ, những quân mon 7 ở đây. Ở đây thì hơi ít, chỉ có một mỏ không nói, nhưng mà nếu trường hợp chúng ta sang đây và chúng ta thấy hai mỏ ở đây, một mỏ ở đây, ba mỏ ở đây win, là chúng ta có khả năng. Và ngoài ra thêm một cái lượng nữa là chỉ build không thì khó đủ để chúng ta có thể đánh được quân tuần sau, và chúng ta cần phải có bóc nữa. Nếu chúng ta scout được rằng một mỏ đây win, hai mỏ đây win, ba mỏ đây win đây, ngoài ra có lượng bóc khá là ổn như này, một hai ba bóc, thì chúng ta có thể bình tĩnh, chúng ta nghĩ trường hợp mà khôi không còn để spin nick và biết, chúng ta build một đây win để có lượng income quân tuần sau nó nhanh hơn một chút xíu, và chúng ta chỉ tập vừa có thể ra mid đánh nhà rồng và không phải quay về 3 AM nữa. Cái việc quay về 3 AM sẽ khiến chúng ta bị nhỡ cái tempo, chúng ta ra mid sớm, chúng ta vừa có thể KS nhà rồng này, vừa thể cắm mỏ mid khi nó tiện đường, chứ tiện đường thay vì chúng ta cứ cắn đánh nhà rồng đây xong rồi bỏ mỏ này về đây cắm mỏ thì quá là xa, thì mà cắm luôn cái mỏ đây và đẩy lượng quân ở cái thành này lên. Tuy rằng chỉ là single build, nhưng mà nó nếu mà có lượng bóc của bổ sung và cái lượng mỏ tương đối tốt, thì chúng ta vẫn có cải thiện được lượng income để chúng ta có thể là dồn ép ra mid để trước khi đối phương đắp vào build, và chúng ta cạnh tranh sòng phẳng với khu vực mid, và thậm chí sang side zone build tiếp. Side zone lựa chọn chúng ta thôi, nhưng tôi nghĩ là với những một số mid chúng ta có thể build như đơn giản này, và nếu chúng ta có bóc mid khỏe và mỏ nhiều, chúng ta hay còn ít hơn thì chúng ta sẽ cần phải quay sang side zone để ngắm sang side zone có dễ build hay không. Side zone dễ build chúng ta sẽ build side zone, còn nếu side zone khó build rồng giết, tức là mất thường mất hơn một tuần để chúng ta build, thì chúng ta phải tính đến chuyện có income quân tuần tiếp theo ngay, chứ không phải chờ tuần sau nữa chúng ta mới có, chúng ta có thể phải build con này. Và sang zone chúng ta thì cướp cái nhà rồng, cướp nhà rồng và cướp cái những cái object mà chúng ta giá trị chúng ta có bên này, ví dụ như là một là những cái món đồ và giúp chúng ta combat, ví dụ sách gió này, ví dụ như mỗi level 5, mà ngoài ra chưa kể đến các chỉ số như thư viện các thứ. Và ở đây chúng ta nếu biết là đầu này chúng ta có ba nhà rồng bên này, chúng ta sẽ dồn cái ba nhà rồng này chúng ta đủ build và đủ sóc quân đầu tuần sau, và chưa kể nếu chúng ta sang bên này có thư viện, có cái tablet, cái căng rồng này nữa, thì chúng ta có khả năng là có vừa có chỉ số, vừa có quân, vừa có tài lực để chúng ta có thể là cắt mid. Và với cái trường hợp mà như này, trừ khi chúng ta build quá khỏe thì chúng ta mới có thể câu lết, còn nếu với những thành rồng mà chúng ta build không thể build khỏe được mà bạn sang sang zone, thì cái vấn đề ở đây sang zone chỉ cướp nhà rồng để build quân chủ lực trong thành, mà chúng ta phải đẩy ra mid ở một tempo nó hợp lý hơn. Cái vấn đề là trên lý thuyết thì triple build có thể mạnh ngang với mid double build, nhưng vấn đề là bạn build sau một tuần thì người ta có thể đẩy bạn, cho nên là bạn phải chủ động trong việc mà ăn những cái món đồ và chúng ta đẩy ra trước khi, là bởi vì cái lượng quân ở đây ấy, nếu bạn mà build bạn phải mất một tuần thì có thể mất khoảng 3 ngày chúng ta phải cắm mỏ ra, chúng ta chỉ có thể cản mid được khoảng 5 4 ngày thôi, thì chúng ta đã tương đối là yếu hơn người ta rồi. Và quan trọng một phần nữa là nếu như mà chúng ta chỉ build quân chúng ta có thể là ngang với họ, nhưng cái vấn đề là chỉ số ở mid quá nhiều để chúng ta không ăn được chỉ số, và trên đường ra mid chúng ta không có quá nhiều chỉ số. Này đây là một cái bài mà có nhiều chỉ số trên đường ra mid khi đánh họ, chỉ còn những bài không có chỉ số, chúng ta nhìn thấy bên này là có lợi, có rất nhiều A1, 2, 3, 4, 5, 6 cái arena, ngay 7 arena trên đường ra mid của thành này rồi, còn chưa kể đến Labri, chúng ta thấy rằng là cái việc mà 8, 9 cái arena,
9 Arena, 3 Lapri trên đường Zambit thì chúng ta Zambit đã có đủ chỉ số nó chiến với họ rồi. Đấy là đại khái là các hướng phát triển ngoài của thành cốp. Còn cái việc build thì bạn thấy rằng là so với cái phương hướng phát triển quân như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng cái bài build của cái thành cốp này phải tương đối tối, vì nó giúp cho tướng khiến cho tướng bị chậm tempo, và chúng ta vẫn có thể khả năng mạnh bằng rất nhiều cách, rất nhiều cách là chúng ta có thể build xe zone, build một thành mid để chúng ta up bóc up các thứ lên và kiếm thần, khiến thần chỉ số ra mid chúng ta có đủ chỉ số, đủ đồ, chúng ta có thể là chiến với họ ngay đầu tuần 4 bằng cách là build một ở đây và lấy income quân từ mỏ này. Chúng ta khoảng độ hơn chục Devin ở đầu tuần 4 chúng ta đã chiến được rồi, và nếu chúng ta may mắn đánh mấy cái bóc này và ra quân khỏe nữa thì đấy, các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ con này có thể ra, con có thể ra Devin này, con này chắc là thần đèn thôi, nhưng mà Demon đấy chúng ta thấy rằng tùy theo cái lượng có canh, chúng ta thấy rằng có cái đủ chỉ số này, có đủ quân này, có đủ thịt để chúng ta chơi với họ thì chúng ta vẫn có thể là ra mid đánh sớm được. Và thay vì cái việc mà trông chờ quá nhiều vào quân mon 1, mon 2 ở kia, chúng ta có thể trông chờ vào quân mon cấp cao hơn ở cái bóc mid này, giống như này chúng ta có Devin này, là có bóc này, đấy, thấy chưa? À, chúng ta đã có thể chiến được rồi, thế thôi, đủ tách khỏe chúng ta có thể chiến được rồi. Và trên đầu này chúng ta ra thì chúng ta có thể là ăn thêm vài cái bóc cái thư viện, ví dụ bóc những con mà như ta nhìn thấy như này, có thể là đánh được nếu scout ra được. Tất nhiên đi đây đánh nhà rồng chúng ta có thể scout ra những cái bóc này và chúng ta có đủ lực để chúng ta có thể chiến họ. Đấy. Thì tùy theo cái số lượng mỏ và bóc ở cái khu vực mà chúng ta kiểm soát và cái lượng mỏ quân nhà rồng chúng ta có, chúng ta biết rằng là có nên kéo lết hay không. Và không kéo lết chính vì một phần đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho thành này không build, vì chúng ta sẽ chủ động trong việc mà đánh người ta lúc nào, chứ người ta sẽ không cần phải kéo lết, và chưa chắc là kéo lết thế những quân mạnh về lết như là con Nyx và con Aspid thì chúng ta không cần thiết, bởi vì là quân đấy chỉ mạnh khi về lết, còn nếu mà như giai đoạn đầu thì nó rất là khó chơi, vì con như mình nói rồi, hai con đó thì tốc tương đối thấp và chạy bộ, trên việc mà nó càn mid và những quân chạy bộ thì nó thực sự là không phải là một cái bài toán hay. Thay vì chúng ta build vậy, chúng ta ra mid chúng ta ăn hết những cái đồ chỉ số bao biết các kiểu và những cái object như là kiếm thần các thứ tinh để làm cho con tướng nó mạnh hơn. Không cần thiết là chúng ta phải kiểm soát cái mid, và chúng ta phải đoán được rằng thời gian nào thì người ta ra mid, người ta xây được Devin, ví dụ 131 133 thì người ta xây Devin nó bao nhiêu ngày chúng ta xây được size zone đấy, ví dụ thế chúng ta sẽ biết là cán cân về lực lượng khi mà bước sang cái tuần mới như nào, chúng biết rằng là income của chúng ta so với địch nó có sự chênh lệch không. Để kiểm soát được cái đó thì thứ nhất chúng ta cần phải xây đủ tavern lên, chúng ta thử lại Zion này. Chúng ta cần cái tavern khi mà chúng ta quyết định là đánh tuần sau, thì trước khi đấy chúng ta cần phải có tavern để soi được rằng chỉ số tốc độ phát triển của mid, tướng mid làm sao. Cái tavern thực sự là rất quan trọng, chẳng qua là mình không đủ gỗ để build thôi, và đang build chủ lực thì đầu tuần 3 thiếu gỗ. Còn nếu như bạn trường hợp có nhiều gỗ, bạn nên build ra để lấy ít nhất 4 tavern để chúng ta phải biết rằng cái này quan trọng là chủ lực của người ta là gì, chỉ số người ta làm sao, tốc độ phát triển người ta như thế nào, và tốc độ ra mid, tốc độ sang side zone, rồi bao giờ người ta có income quân chủ lực. Nếu như mid Devin người ta có thể income quân chủ lực vào ngay tuần 4, tức là tuần 3 người ta đã xây xong double build. Đấy, còn như Saison này chắc chắn tuần 3 chúng ta rất khó để xây kịp được, trừ khi chúng ta lấy cái thành này vào 1/7. Thế nên là Saison rồng và Saison thường chúng ta rất là khó mà build. Không phải Saison quá đẹp, vì Saison nếu mà mid rồng thì chúng ta cũng có thể build dần dần từ trong bay mê rồi, vì có sẵn thành bay mê rồi. Từ tuần 1 chúng ta lấy rồi, tuần 1 tuần 2 lấy rồi, và sang mid này thì chúng ta có khi chỉ cần một build và chúng ta nhặt được bóc khỏe, chúng ta vẫn thể đủ thành, sau đó dần dần chúng ta sẽ build đôi lên. Đấy, cái vấn đề nó ở chỗ đấy, cái vấn đề là vì build quá nhiều chúng ta cần rất nhiều tiền, chúng ta ra mid đánh nhà rồng, sang Saison đánh nhà rồng, thậm chí chèn ép lẫn nhau để cãi ép nhau từng mét vuông đất một, thì cái việc mà ở trong bay mê quá lâu sẽ khiến chúng ta bị thọt tướng, mà dù quân chúng ta trên lý thuyết, trên sổ sách là trực chiến khá đông, nhưng chúng ta không thể sắp hết quân ra đánh được. Thì đấy là cái điểm yếu của bản S này, vì thay vì meta ở tại nhà build theo đúng cái định hướng của các map maker, chúng ta buộc lòng phải ra mid, bởi mid thì có nhiều nhà rồng hơn, và trong trường hợp nếu đối phương được kiểm soát được cái mid này hoàn toàn, thì gần như là chúng ta sẽ không còn gì để mà chơi nữa. Đấy, vấn đề là như thế. Và không còn chơi khi chúng ta thấy rằng ở bên chúng ta thì có 1-2 nhà rồng và 3 nhà rồng, hiện tại là đối phương ở kiểm soát 1-2-3-4-5-6. Nếu như bạn không ra thì mất nốt nhà rồng này,
và chúng ta sẽ không có chỉ có duy nhất cái nhà rồng này trong cái tầm đánh, mà nhà rồng này cũng khả năng trong tầm đánh của chúng ta đấy. Thì còn hai nhà rồng này vẫn là rất khó để chúng ta build, và nếu chúng ta sang side zone thì chúng ta thấy rằng side zone này rất xấu vì không có nhà rồng. Đôi khi sang chúng ta sang ngầm side zone chúng ta không sẽ cao nhà rồng, nhưng nếu chúng ta sang bên này thì lại có rất nhiều, có 1, 2, 3 cái nhà rồng đây. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà đánh nhà rồng nó rất là quan trọng, nó giúp cho từng có đội tiền, lượng tài nguyên và gỗ đá chúng ta sẽ build quân chủ lực. Cho nên là đa số bây giờ chúng ta vẫn hướng về việc mà brick sớm để ra chi cát nhà rồng, chứ không phải ra mít để ăn số ăn bóc và build như ngày xưa nữa, mà chỉ chủ yếu vào nhà rồng, sau chúng ta quay về build vẫn cứ là khỏe, vẫn cứ khỏe. Thế nên là yêu cầu chúng ta vào đây là gì, ra mít đánh nhà rồng. Thế nên thành ra tempo ở lại BME, stay BME của cái người mapmaker là coi như là đã không thành công, bị phá sản ngay từ trong trứng nước rồi. Thế nên là cái meta ở đây chúng ta vẫn là meta ra mít sớm, kể cả nó là meta chip build chúng ta vẫn phải ra mít sớm anh em ạ. Điểm bất cập ở cái bản chip build nó vẫn là như thế, cho nên là khi mà chúng ta nghĩ rằng việc build khỏe hơn thì chúng ta đã mắc sai lầm rồi. Chúng ta phải ra mid, chúng ta đánh, thậm chí là chỉ cần đánh mid và chúng ta về build 3M, đối phương ra mid, đánh mid này không có nhà rồng mà đánh rất là khó mà build. Về sau thì chúng ta sẽ về tương đối, về sau thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta vượt trội vì lượng tiền chúng ta nhiều hơn. Và trong trường hợp, một trường hợp hi hữu khác thì trong 3M chúng ta đánh mà có kết đủ bộ tiền, thì cái trường hợp này là trường hợp cực kỳ hiếm hoi, tôi nghĩ là sẽ không có bộ tiền. Ngày xưa có đồ rex thì có bộ tiền, nhưng bây giờ chúng ta thay vì bộ tiền thì cái đồ cộng tiền chúng ta không còn nữa, bằng cách chúng ta đánh nhà rồng sớm cuối tuần 2. Một trường hợp bóc rex khỏe có thể đánh nhà rồng, nhưng mà với thành cốp này thì nó không đánh nhà rồng sớm được. Chỉ có một số thành đánh nhà rồng sớm trong tuần 2 và vô tình ra con cả con ngỗng với bộ thành nguyên, chúng ta sẽ ở lại mid, ở lại thành để build full build. Ví dụ thành gấu full build luôn trong thành, xong đẩy ra và 21x cũng là một cái bài toán rất là hay. Còn với những thành khác thì cái trường hợp hữu đấy nó không xảy ra, và chúng ta cần phải ra mid, đó là cái trường hợp mà nó số ít thôi. Cho nên là cái bản ngay cả meta chip và build này không, thì có những con tướng có tempo tốt hơn để ra mid, nó vẫn là con tướng lựa chọn tốt hơn, con tướng khả năng build tốt. Đó là lý do vì sao bản này con can nó ở thành Divin nó mạnh, nó vẫn được lựa chọn nhiều hơn con Fiona. Con Bitly nó lại được ưa chuộng nhiều hơn những con như là tướng khác vì gọi nó có tempo tốt hơn. Như từ thành gấu ấy, ngay cả cái việc build, trong việc build thì con Shiva vẫn được đánh giá cao hơn con Crackhead, bởi vì nó có sẵn scouting và nó luyện quân mon 5 đủ để nó có khả năng ra mid sớm để tranh chấp những cái mid tốt hơn con Crackhead. Crackhead build thì khỏe hơn, nhưng vấn đề là nếu như nó gặp cái bài không có sự ổn định thì nó việc mà chậm ra mid thì nó build quân thì yếu chỉ số thì nó vẫn có khả năng thua người ta, và con đấy buộc phải cày rất là nhiều và cày rất là tốt để nó có thể đẩy chỉ số và đẩy cái tempo tướng lên, thì nó vất vả hơn con Shiva rất nhiều. Nó hỏi người chơi có trình độ cao hơn và một cái bài nó ổn định hơn là cái bài hên xui. Con Shiva cả bài hơi xấu thí nó vẫn cứ đảm bảo được vì nó lượng con chủ lực. Còn các khách thì lượng kiếm, thì là nếu cái bài nó thiếu tính ổn định chút thì con khách cũng biết sẽ bị mất tempo anh em ạ. Và vấn đề là con có hay mạnh về lết, nhưng vấn đề là đối phương có cho bạn lết không. Cái việc những con mà tướng build quân chủ lực ra mid sớm đúng tempo thì nó sẽ giúp cho nó có lựa chọn là có thể kéo lết hay không. Đó là lý do thành cốp nó bỏ cái build con Hatspeed và con Nyx ở giai đoạn đầu. Nếu nó bài xấu quá lắm mà đối phương ấy thì nó mới bay về, nó cắm những cái mỏ này, còn không thì lựa chọn nó vẫn là ra build mid, và kể cả build single build mid nó vẫn có cái tempo tốt hơn là build những con này. Thì đấy là nhận định chung về những thành cốp. Về bây giờ chúng ta sẽ vì cái định chung vào, chúng ta sẽ có cái định hướng cơ bản về thành này tổng quát lại như sau. Với cái thành cốp này thì bây giờ chúng ta nói về tempo thì chúng ta sẽ phải cần những cái gì để đẩy cho cái tempo của tướng lên. Thì tempo thứ nhất đầu tiên phải nói đến là việc những cái sự góp sức của những cái banh này để tướng đẩy level sớm, có tiền sớm để tuần 2 chúng ta có thể sắp được quân đánh càn 3M bằng những quân chủ lực chúng ta xây trong tuần 1. Thì trong tuần đầu tiên những cái banh này góp sức rất là lớn, ngoài ra những mỏ quân như thế này nó cực kỳ quan trọng. Sẽ là những mỏ quân chủ lực chúng ta ra mid thì cái tiện đường chúng ta sẽ nếu mà ăn được những cái này thì rất là tốt. Còn nếu như trong hợp mà không có những cái banh lùn này thì chúng ta bị đẩy chậm kinh nghiệm lên thì tướng đã bị hụt về tempo rồi. Sau khi đánh những cái anh này đầu tuần 2, khi chúng ta mà nhặt được những góc cơ bản thì mục tiêu chúng ta nhắm đến ở đây là những cái banh lớn hơn, ví dụ như là Cyclops, Topai, ví dụ như là Nagabank. Và hiện tại cái những cái Nagabank ở đây đang nằm hơi xa nhau và khả năng là khó để gom được cái Nagabank. Thì chúng ta cần đến những cái mà tất cả những cái banh, những cái quân bốc khỏe mà chúng ta có đánh được ở 3M để giúp tướng đẩy level càng nhanh càng tốt, đẩy kinh nghiệm càng nhanh tốt, đẩy đất gió lên là cái nhất, đẩy cái ở đây như Nagabank đẩy đất gió sớm để kiếm giáp sớm mà chúng ta đi brick. Đó là mục tiêu của tuần 2 là càng nhiều càng tốt, và chúng ta phải tức là
gom toàn bộ những cái object mà chúng ta trên đường đi. Và muốn để gom được toàn bộ object trên đi thì thứ nhất tướng phải có đủ level để mà đánh, đủ quân cơ bản để mà đánh, là chúng ta xúc quân 1 2 1 thì chúng ta xúc quân trung thành. Và cái nữa cái quan trọng nhất là chúng ta, thứ nhất là chúng ta đủ quân loại để còn đi 2 ngày thông ở đây, chúng ta đánh mở map cứ đi một tí chúng ta về thì nó rất là khó chịu. Thứ ba nữa chúng ta đẩy đất gió lên càng sớm càng tốt, nghĩa là những thành này mà thành cần tempo tốt mà chỉ cần lên một skin nó xấu thôi, lên một skin nó xấu thôi không đúng, và cái cây skin mà để cho nó có tempo tốt thì nó cũng đã mất tempo rồi. Chưa là những cái thành này chúng ta cực kỳ chắt chiu, là chúng ta phải ăn hết những cái gỗ đá mà ven đường, và chúng ta phải bỏ gỗ đá vì đó ăn cái này chỉ mất 100, nếu trên đường nó chỉ mất 100 moment, còn nếu như ở bay mê chúng ta có khi mất đến 1k moment point, mà khiến chúng ta mất một ngày thì mất một ngày đã mất tempo rồi, và chúng ta sẽ không đáp ứng được tempo phát triển tướng ở đầu 1 2 1 nữa. 1 2 1 chúng ta cần có quân để chúng càn map ngay đấy tempo. Thế là chúng ta phải tập trung vào cái việc phân tích cái map để chúng ta tìm ra được cái phương án phát triển cho tướng. Và nếu như trong trường hợp chúng ta mà không tìm được những cái như thế này, những cái object tốt nhỉ, thì chắc chắn là chúng tôi đã mất tempo. Và mất tempo vào đầu tuần 2 nếu chúng ta mà không được bù đắp lại với lượng bóc lớn được income của một số món đồ, chúng ta đẩy cái tốc độ phát triển tướng lên để bù lại tuần 1. Và đến tuần 2 chúng ta vẫn không có gì để đánh thì tức là bài này chúng ta cút rồi. Bài chúng ta cút rồi, đó là nguyên nhân phát triển và điểm yếu của những con tướng mà bóc brick, và với hy vọng đẩy tempo sớm thì nó sẽ có một cái con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi tức là gì? Nếu bài cực kỳ xấu bóc, ví dụ bạn nằm chỗ này có đã có 6 bóc, bạn nằm toàn chỗ như này và như thế này, 6 bóc nằm này gần như chúng ta không bóc. Và banh, ví dụ những cái banh mà nằm như thế này là cái việc chúng ta đo vào xong nó banh mắc, chúng ta chưa quân thì chúng ta lại mất cái nước vào đây, và trong này gần như không còn gì để đánh, chúng ta mất toi một ngày chúng ta không làm gì cả. Và những cái banh này đi quá xa lên mà đấy trước này chúng ta nhìn thấy là hầu như cái trong này cũng chả có gì để đánh cả, thì coi như chúng ta cũng đã cút rồi. Đấy, cái vấn đề nó ở chỗ đấy, rất nhiều yếu tố giúp cho tướng bạn mạnh nhưng cũng có rất nhiều yếu tố nó dìm tướng bạn xuống, là gì? Các chỉ số này, xa này, để ví dụ thế, khó scout này, banh ở những chỗ mà chúng ta không thuận đường chúng ta đánh, không thuận đường chúng ta đánh, đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là không có bóc cơ bản đấy, và thứ tư là cái bộ cây skin lên xấu đấy, thứ năm là chúng ta thiếu knowledge để chúng ta đi và chúng ta cúp đấy. Đây là cái lý do mà cái bài những cái bài quân bóc brick nó có phần thưởng rất lớn, nó là được đạt được cái tempo, nhưng cái phần thưởng lớn sẽ đem lại một cái rủi ro rất lớn là nếu như mà không có đủ điều kiện thì chúng ta có thể đẩy tempo tướng lên thì chúng ta cút đấy, chúng ta cút. Và với việc ra mid chúng ta phải đánh cố để sinh tồn ở mid, để mà chờ vào cái thời kỳ mà chúng ta phục hồi lại được, thì có một cái mà chúng ta có thể dựa vào, đó là việc mà khi chúng ta ra mid sớm hơn, chỉ số người ta nhặt được một số đồ chỉ số tốt, chúng ta có thể là khi họ chưa nhìn thấy mình, họ nhìn vào chỉ số, nhìn ra bộ bot thì chúng ta có thể là đánh lừa họ để cho họ ra mid chậm. Nhưng với một bài mà gặp cái người chơi mà người ta không quan tâm đến cái đấy, người ta có đủ lực, người ta biết rằng tempo của mình đủ để chơi, người ta cứ ra mid, ví dụ như trường hợp của Đức Cao, trường hợp mà bạn sẽ không cần quan tâm đối phương mà bạn có bạn ra, thì chỉ cái việc mà chúng ta chơi một cái bài mà đánh cược và cái tâm lý chiến, mà gặp cái người người ta chả cần đến tâm lý, chả cần diễn biến tâm lý, và cũng chả có cái nhà tâm lý học nào có thể phân tích được, thì gặp những thành phần như vậy chúng ta thua chắc. Đó là cái giá phải trả của quân bóc bối, và nó rất là mạo hiểm, nó rất là hên xui, và nó là một cái bài toán mà khiến chúng ta cần phải xoay sở liên tục. Và ví dụ như này, chúng ta ra mid, chúng ta cố gắng build một thành này, và chúng ta nhắm đến trường hợp mà vì mid cái này chúng ta không khỏe, chúng ta ra mid để chúng ta build đây, phân tán cái lượng gỗ đá vào trong cả thành này đấy, và tiền của, và đến khi đối phương đẩy ra chúng ta biết chắc là chúng ta phải thua, nó bỏ về thì cái việc xây thành này thành cho người ta, và thành này không về, đa số quân bóc brick cả, trừ khi chúng ta được cái lợi tempo khoảng 3 đến 4 ngày. 3 đến 4 ngày, còn nếu như mà 1 2 7 bạn mới brick, 1 2 7 brick hoặc bình thường 1 2 6 bạn brick, thì tôi khuyên bạn là không vội xây cái thành mid này. Chúng ta phải nghe ngóng đối phương vào đầu tuần, vào 1 3 1 đến 1 3 2 chúng ta phải nghe ngóng đối phương nhà chúng ta mới dám xây thành mid. Còn không, cái mục tiêu chúng ta là phải xây bằng được một thành, còn thành này sẽ tùy vào thế trận của cả hai bên chúng ta xây. Còn nếu không mà đối phương nhăm nhe một cái bài tiêu chuẩn 1 3 1 brick ra chiếm thành mid, xong đó thì trên đường có một đường thẳng đi ra, vừa ăn sách gió, vừa ăn kiếm thần đẩy ra mid, là chúng ta cút.
chúng ta phải lùi về Ba Mê ngay lập tức và phải nhả lại cho ta, và chúng ta không nên mạo hiểm đối với những cái quân mà có lực lượng quân chủ lực mà nó đảm bảo ổn định hơn, thay vì chúng ta mà chưa có bóc, chưa có gì, và quân thì thấp, chỉ có mỗi cái chỉ số, những chỉ số để dọa chúng ta, chúng chả có đồ casting gì, chúng ta là cút. Đấy chính là cái bài mà phần thưởng đối với bài này, không phải là bạn cứ ra mít sẽ có sách gió. Có đôi khi bạn đi tìm sách gió mút chỉ không ra sách gió, tìm sách đất cũng không có, không có đồ casting đó, và bạn xây cái Mark Wheeler vào 2 để thôi. Và nếu tôi cầm tốc, nếu không có đồ cast thì tôi cũng có thể protect và tôi đánh tay bo, còn mình nhận bóc, nhưng vấn đề là protect nó cũng không ra thì bạn làm thế nào. Thì nó là một cái bài thực sự là bài các bạn bị dồn vào con đường cùng, bị không phải là vì đôi khi không phải là bọn chơi kém, đôi khi là cái bài nó không hợp để các bạn có thể đánh như vậy. Và đối với những người chơi tốt, người ta có thể là quay về, người ta thay đổi chiến dục chiến cục bằng cách là người ta nhìn vào cái tavern là 1, nhìn cái VOE là 2, để người ta phát hiện ra độ phát triển đối phương vào 1-3-1 và 1-3-2, thời gian cực kỳ nhạy cảm để chúng ta phải đưa ra một quyết định là chúng ta build như thế nào, build side zone, build mid hay như thế nào. Đó là bài toán chúng ta cần phải, bởi thường đa số mid sẽ bắt bầu C133, 133 chúng ta C thành lại được và C thành mid được, nên là 133 chúng ta sẽ bắt đầu dồn lực và để build thì chúng ta trước cái ngày chúng ta build, chúng ta phải biết rằng build có đáng hay không và có nên mạo hiểm build không. Thì đấy, chúng ta phải đưa ra lựa chọn cái thành này. Chính vì như thế mà ở cái thành cốp này nó cần phải có một tempo cực kỳ tốt, và chúng ta buộc phải cố gắng bứt càng sớm càng tốt để lấy cái đủ thời gian chúng ta sinh tồn ở mid, để chúng ta nắm được cái quyền chủ động về cái chính cái vận mệnh của chúng ta. Chúng ta nên build mid thì quay trở lại build side zone, và nếu như xác định là đối phương mạnh bằng cách chúng ta khi ra mid ở 1-2-6-2-7 chúng ta xoay ta vân cũng đủ thấy, và người ta cái việc mà nắm bắt người ta đi khi đi qua cái con mắt ở trong cái Mazy Hurt thì chúng ta phát hiện được cái độ phát triển là quá mạnh so với mình, thì chúng ta cần phải có một phương án là chúng ta ăn bóc trước, tiện đường ăn chỉ số ăn bóc trước để làm gì, để chúng ta có thể đánh nhà rồng, KS nhà rồng để sau đó chúng ta về build. Khi mà chúng ta xác định là quân họ mạnh hơn và chắc chắn chúng ta sẽ giúp ra, thì mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu bóc đánh nhà rồng, bóc đánh nhà rồng và lấy đồ nhà rồng, thay vì lấy đồ này vừa tiện đánh nhà rồng để chúng ta KS nhà rồng để quay về chúng ta build và KS người ta. Còn nếu như các bạn tham vào những cái đồ này thì chưa chắc đã dọa được người ta, nhưng thứ nhất là gì, bạn không thể KS được nhà rồng, bạn không đánh bóc, bạn cũng chả có lực để đánh nhà rồng, và khi mà đối phương ra bạn buộc phải bỏ cái mid này, thì với cái kiếm thần thiên thần mà chúng ta bỏ lại toàn bộ cái nhà rồng thì chúng ta cũng cút. Kiếm thần thiên thần thì cũng tiện đấy, cũng tốt đấy, nó phải tăng chỉ số cho tướng, nhưng mà các bạn hiểu là gì, kiếm thần thiên thần sẽ là cái hỗ trợ bạn để đánh nhà rồng, chứ không phải là bạn tập trung vào ăn những cái kiếm và bỏ qua nhà rồng nữa bạn nhé. Nếu bạn xác định là ăn kiếm thần là tiền thần đủ và bỏ qua nhà rồng là bạn nấu luôn đấy. Bạn ăn kiếm thần thiên thần để bạn đánh những con khỏe này, nó cũng cái di truyền là nếu bạn đánh được cái bóc khỏe thì tốt, còn nếu không đánh được khỏe thì bạn phải tiện đường ăn những cái đồ ví dụ như là kiếm thần ở gần như này, để bạn ví dụ đánh cái này xong bạn có thể đánh được những cái bóc như này, như này để cắt cái nhà rồng này, và sau đấy đối phương ra thì bạn đã cắt xong nhà rồng và có đủ tài lực để build, thì bạn quay về đây bạn build, và đối phương khi ra mid không có nhà rồng cũng mất một số cái đồ mạnh như kiếm thần ngay mid này, thì người ta cũng cần phải đi tìm một cái gì đó để làm cho bản thân mình mạnh lên, thì người ta cũng không dám đẩy ngay, bởi đẩy sang khi từ thành người ta sang đẩy đây một tuần, và một tuần bạn mình có thể thay đổi hoàn toàn chiến cục, thế cho nên người ta không dám đẩy, người ta cần phải bù đắp lại cái lượng hao hụt mà người ta trong quá trình ra mid chúng ta mất đi, và cái thời gian một tuần đó đủ để chúng ta quay về build side zone. Để tức là cái gì, khi người ta build được 1-3 hx người ta ra mid, thì từ 2-1 hx đến 1-3 hx người ta không build, và chúng ta không build từ 1-2 hx thì 1-3 hx chúng ta lại build, thì về tự chung là đến 1-4 hx hai bên có lượng income quân tương đối như nhau, và khi các bạn có lợi hơn là đánh được nhà rồng, bạn có thể sóc được nhiều quân hơn thay vì người ta. Thay vì người ta một điểm nữa, khi chúng ta đánh bóc để đánh nhà rồng thì tức là KS cái bóc rồi, thì người ta chỉ có may ra chỉ có chỉ số tăng, và quân người ta cũng không tăng về cái lượng bóc này nữa, thì người ta chỉ dựa quân chủ lực của người ta trong thành, và lúc ấy thì chiến lược hai bên sẽ gần như nhau, và ai xử lý tốt hơn và ai ăn đỏ hơn khi đánh nhỏ dần ra nhiều những cái đồ người ta cần hơn, thì lúc ấy có thể giành chiến thắng các bạn nhé. Thì đấy là cái lý do mà chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái mid ở đây, không chỉ ở việc đánh và đánh như thế nào, đánh ra làm sao, đánh cái gì, và tham thấu tướng đối phương bằng cách là xem tốc độ di chuyển của bạn. Thứ nhất là ví dụ như cái việc xây 3M này cần bao nhiêu ngày, ví dụ người ta xây 3M người ta lấy hai thành này vào 1-2-7 thì người ta có thể xây double build rồng, nhưng nếu mà 1-3-1 thì ta ra thì chắc không thể double build rồng được, và muốn double build rồng người ta cần phải đánh nhà rồng càng sớm càng tốt, và quân người ta phải là quân build được mà lại đánh được hai cái này vào 1-3-1 thì tôi nghĩ cả hai thành 1-3-1 tức là tôi nghĩ rất ít thành nào được, bởi người ta build trong 3M thường 1-3-1 người ta brick. Còn nếu như mà người ta brick sớm bằng bóc brick sang đây lấy hai thành, và việc người ta phải build luôn từ ngày 1 bằng cách đánh nhà rồng với con bóc brick thì thực sự là khó. Với những thành như vậy, ví dụ thành rồng với tinh tinh thì người ta chỉ bóc brick không mà ra mid, và cái lần đấy mà bị không bóc xấu không ra mid được thì bị cắt mid thì gần như là cút. Bạn không được build được 3M, bạn không build được side zone,
bạn không làm gì cả, bạn chỉ có dựa vào việc single build ở cái thành này và bạn KS cái một số nhà rồng. Nếu như không có nhà rồng ở mid nó ra trước có tempo tốt hơn, nó đánh hết nhà rồng và nó lúc đấy nó tuần 3 nó mới đụng đỉnh biểu quân thì nó vẫn thắng bạn. Thế cho nên là cái vấn đề đây là gì, chốt lại chúng ta phải ra mid, chúng ta cần phải ra mid sớm và dựa vào cái tình hình thực tế trận chiến là chúng ta quân chúng ta như nào, quân địch ra làm sao, chỉ số tướng giáp kiếm giáp tướng, chỉ số phát triển tướng như nào, chúng ta phải có 4 ta bần để chúng ta biết, và sau đó chúng ta quyết định là lên đánh bóc đánh chỉ số và cuối tuần chúng ta mới đánh nhà rồng để mà build về quân chúng ta khỏe, không cần đánh nhà rồng vội, chúng ta đánh chỉ số quanh đủ các tinh những đồ chúng ta nhìn thấy trước này đấy, nhìn thấy đảm bảo chúng ta có trước này, và ngoại trừ nếu chúng ta build chúng ta đánh nhà rồng vào 1-3-3 thì đi chúng ta mới bắt đầu đánh nhà rồng. Thì ngoài ra đấy là cái hướng mà chúng ta kiếm được mid và chúng ta đùng đỉnh, chúng ta xây vừa đùng đỉnh vừa xây và gây áp lực chúng ta bằng cách tạo quân chúng ta khỏe hơn. Nhưng thường là với con Bitly là quân chúng ta không phải quá khỏe để có thể áp lực cho người ta, chúng ta sẽ tập trung vào ăn tiện đường đầu tiên là chúng ta ăn những cái bóc, mục tiêu đầu tiên chúng ta là bóc, và những cái chỉ số này nó sẽ giúp chúng ta đánh bóc tốt, thì nó chỉ là một cái hỗ trợ cho cái bóc, việc đánh bóc thôi, nếu tiện đường chúng ta ăn, còn nếu không chúng ta đánh bóc để có thịt chúng ta đánh nhà rồng và cái nhà rồng của chúng ta về các bạn. Đấy là phương hướng phát triển chung của thành cốp, thì hy vọng anh em xem thầy cũng đã hiểu được cái phương phát triển chung thành cốp nhá. Thật ra thì còn mình nghĩ còn rất nhiều điều phải nói nhưng mà thời gian nó có hạn và nói quá nhiều thì nó không còn là một cái bài cơ bản nữa, là bài nâng cao. Bài nâng cao thì thực sự bạn nó quá nhiều cái để đề cập đến, thì hy vọng là những cái điều cơ bản như vậy sẽ giúp ích cho anh em để anh em có thể tập chơi thành cốp. Và các mục tiêu thì như mình tổng hợp lại rồi, thì các bạn là bài B cần cái mục tiêu gì ra mid, thì chúng ta có cái xử lý như thế nào, kiểm soát mid như thế nào, và đối với việc mà động thái của đối phương chúng ta nên làm cái gì trước, thì và đặc biệt là thông số của những cái thành bên này bao giờ build được, build như thế nào, chúng ta biết được tốc độ phát triển ta phải nắm được cái thành sai zone là thành nhà build thì cần những ngày nào, thành này build ví dụ build con rồng tuần đấy thì chúng ta cần bao nhiêu ngày để si build và chúng ta phải lấy thành ngày bao giờ. Và ví dụ như bên sai zone thành thiên thần mà người ta ra mid ra đây vào 1-3-3 thì người ta chỉ xây được thành này, người ta không thể xây được thành này đấy, điều chắc chắn người ta chỉ có income quân thành này. Đó sẽ có một cái bài nữa gì, ví dụ như là quân người ta build không khỏe, ví dụ trong bài meta là rồng, người ta không build đây, người ta buộc phải ra đây và build thiên thần, thì cái thành này sẽ thành người ta build quân thiên thần và 1-3-3 để có income quân. Thì các bạn có thể là ví dụ này, vừa đánh nhà rồng này, vừa đánh chỉ số này, vừa đánh bóc này, để dồn ép để không cho họ có thể ra đây, và cuối tuần chúng ta chỉ cần vào đây đúng một ngày chúng ta xây một cái gì khác. Như cái trận đánh với tiểu linh thì anh em có một số anh em nói rằng đẩy láo, nhưng thực ra không phải đẩy tiểu linh mà là mình khiến cho tiểu linh không thể build được thôi, chứ không phải là đánh. Bởi vì những cái thành mà build sát ngày chúng ta chỉ cần cướp được cái thành nào vào một ngày, và chúng ta ngày hôm sau chúng ta xây một cái nó phá thì ví dụ như cái thành này chúng ta xây bố cái min gui này lên và đối phương không thể xây được trong cái quân chủ lực trong tuần đấy, chúng ta bỏ, chúng ta không cần giữ lại, chúng ta lại đủ đỉnh quẹ mít chúng ta build, và chúng ta biết rằng người ta sẽ bị chậm income quân, sẽ bị chậm income quân là được, chúng ta không cần có mục đích đánh họ, vì đánh họ lúc đấy sẽ rất là mạo hiểm nhé các bạn nhé. Không nên đánh sớm nếu chúng ta không chắc chắn điều gì, chúng ta chỉ phá build của họ thôi để cho đối phương không có income tốt vào tuần sau, và đấy là cái lợi, là cái mục tiêu mà chúng ta nhắm đến, tức là chúng ta biết là thành nào và thành tuần đấy sẽ có income, chúng ta dựa việc vào chỉ số chúng ta to, chúng ta có đồ cát và có thể gây sức ép cho họ, chứ chưa chắc thắng họ nhé, chỉ là gây sức ép cho họ, thì cái tầm mà chúng ta có thể là vào cướp để xây đúng một ngày để phá cái build của họ là cái việc mà đáng làm. Tất nhiên là bạn phải đảm bảo được rằng bạn có khả năng làm điều đó bằng lực quân mà có thể gây sức ép khiến đối phương không dám chiến với bạn. Chỉ cần thế thôi, bạn có thể ăn những cái, ví dụ như cái trận đấy tôi đánh cũng ăn rất nhiều cái mục tiêu và có rất nhiều mục tiêu phải ăn bóc này và tôi ngủ luôn tại đây. Và ví dụ ăn cái bóc này bóc rất khỏe, tôi ngủ luôn tại đây. Thế là tiểu linh không dám đánh tôi và tôi phá cái này. Tuy nhiên thì nó chỉ là một cái bài gọi là quấy rối thôi, chứ không phải là bài các bạn là đẩy nhá các bạn nhá, không thể đẩy được. Bởi vì những một người chơi có trình độ tốt thì bạn chỉ quấy rối người ta để build và mình đùng đỉnh và không gây sức áp cho mình build mid lên. Và trận đấy thì cũng may là build được ở mid, vẫn build được và cắm được mỏ, và những tất cả những cái mỏ ở gần thành của tiểu linh mình cũng cắm được, và trận đấy thắng một phần may mắn như vậy. Và đó cũng là một cách để các bạn có thể tham thấu. Tất nhiên tôi khuyên các bạn là bạn phá người ta thì bạn cũng phải có, thứ nhất là gì, quân đủ khỏe để người ta ngại đánh bạn thời gian đấy. Tất nhiên là đánh thì chắc vẫn có khả năng là xác suất người ta không thua đâu, nhưng mà vấn đề là người ta sẽ không mạo hiểm với cái việc đó. Và bạn chỉ cần phá người ta, không cho người ta build là tốt, không nên quá tham ở lại quá ngày, chỉ bạn chỉ cần ở thêm, tức là bạn về đây ngủ một ngày để bạn phá build ngày hôm sau, sau đó bạn cút, bạn không cần ở lại làm gì, đi làm việc khác, ăn việc bóc là như vậy là tốt. Bởi vì sao, nếu như bạn ở đây quá lâu, người ta ở 2 ngày bạn ngủ đây, người ta có thể đấm bạn về cái việc mà bạn mù mờ không nắm thông tin người ta. Và thứ hai nữa là một yêu cầu nữa, bạn cần phải cờ xanh khi bạn đi 2 ngày dây cả phá thành, thì bạn phải được hồi mana, người ta cờ đỏ người ta đang ở giữa đường, người ta hồi mana người ta sẽ khó đánh bạn hơn. Cờ xanh thì mới làm cái việc đó, còn cờ đỏ bạn tuyệt đối không nên đánh vào những khu vực như này.
khi bạn cờ xanh bạn lên đây và mục tiêu chúng ta phá người ta để không cho người ta build, và chúng ta vẫn tranh thủ build mid thì chúng ta sẽ có khả năng là có income tuần 4, và người ta sẽ khả năng mid build tuần 3 và không có income tuần 4, thì đấy cái lợi thế cực kỳ lớn chúng ta, và tuần 4 chúng ta sẽ quyền tự quyết cái thế trận. Đấy là cái lý do mà bạn biết là lúc nào lên đẩy, lúc nào không đẩy, bạn đẩy để phá build người ta hay là đẩy để đánh combat cuối luôn, thì cái đấy là cái việc bạn phải cân nhắc nhá. Thì mình chỉ nói thế thôi, và hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây, và hy vọng cái bài này sẽ giúp cho anh em hiểu được cái việc mà như thế nào là phá bĩnh quấy rối, rồi kiểm soát pick, kiểm cái chúng ta kiểm soát mà chúng ta đánh mục tiêu, và trên đường mục tiêu chúng ta đến được gần thành người ta thì chúng ta hẳn có mục đích cả là có nên phá người ta hay không, quấy rối người ta hay không. Thì hy vọng mày sẽ giúp anh em hiểu hơn thành cốp và bắt đầu chơi thành cốp nó mượt mà một chút xíu ở cái mức độ cơ bản. Thì xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau nhé.